chúc em chạy like tặng nhá. Hôm nay mà không ai đi xem bóng đá thì em ở nhà em sẽ tặng nhá. Sale tặng cực kỳ nhiều nhá. Sale tặng cực kỳ nhiều nhá. Em tặng một cái chân váy này nhá, có quần bên trong nhá. Tặng một chân váy có quần bên trong nhá. Tặng một chân váy có quần bên trong nhá. Ai đang xem thì nhớ chia sẻ cho em nhá để được tặng quà nhá. Tặng một cái chân váy này. Tặng một cái chân váy đang bán 170. Đây. Tặng một cái chân váy đang bán 170. Ai đang hôm nay ai không đi xem bóng đá ở nhà nhá, ở nhà mà xem livestream nhá thì em sẽ tặng quà nhá. Hôm nay về được một ít áo len nữa. Chút nữa em sẽ sale tặng cho mọi người. Nên đông đông em sẽ sale tặng nhá, nên đông đông em sẽ sale tặng nhá. Có ai thích chân váy này không? Chào nhìn đời rơi lệ nhá. Có chân váy xếp ni ngắn không ạ? À? Chân váy xếp ni ngắn em có nhá. Chân váy xếp ni ngắn em có nhá. Có quần bên trong nhá, nhà em có kiểu quần bên trong đấy nhá. Chân váy xếp ni ngắn có quần bên trong. Đây. Có ai thích của em chân váy như này không? Đó, em sale rẻ nhá. Sale tặng 29k, sale tặng 29k một em chân váy. Có quần bên trong nhá. Vải. Đó là vải kaki nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Cái này, màu này cực kỳ dễ mặc luôn, nó là màu sữa nhá. Cho em xem đi à. Chờ một chút nhá, chờ một chút nhá. Em la lốt cái mẫu này nhá, em la lốt cái mẫu này nhá. Rồi em sẽ cho mọi người xem chân váy nhá. Đây, mọi người chia sẻ cho em đi. Ai chia sẻ nhiều nhất nhá, em sẽ tặng cái chân váy này 29k cho người đó. Ai chia sẻ nhiều nhất nhá, em sẽ tặng cho người đó nhá. Ai chia sẻ nhiều nhất nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân, 5 lần lên hội nhóm nhá. Chỉ cần 2 lần lên trang cá nhân, 5 lần lên hội nhóm thôi nhá. Hiện tại thì em vẫn chưa thấy ai chia sẻ. Mọi người chia sẻ trong lịch comment cho em là đã chia sẻ nhá. Cái chân váy này là size, nhà em có size M với size L nhá. Nhà em có size M với size L ạ. Còn size M với size L nhá. Nhưng mà cái sale tặng này em chỉ sale tặng một người duy nhất may mắn được nhận cái chân váy này với giá 29k thôi nhá. Một người duy nhất nhá. Hiện tại em chưa thấy ai chia sẻ. Em chưa thấy ai chia sẻ nhá. Em chưa thấy ai chia sẻ. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm cho em nhá. Đó, để được nhận quà nhá. Đi vào em. Đây. Ai chia sẻ thì comment cho em đã chia sẻ nhá. Ai đã chia sẻ thì comment cho em đã chia sẻ nhá. Và kèm theo cú pháp là tặng 29k kèm số điện thoại. Đúng rồi, tặng 29k kèm số điện thoại đó. Em sẽ tặng cho một người may mắn nhất được nhận cái chân váy này 29k. Được nhận cái chân váy này 29k. Hôm nay mọi người có đi xem bóng đá không? Tại vì em thấy ngoài đường rất là đông rồi. Ở chỗ nhà em rất là đông rồi, người ta đi lại rất là đông rồi. Em mới thấy chưa thấy ai chia sẻ, chưa thấy ai chia sẻ video ạ. Đây nhá. Ai đã chia sẻ thì comment cho em đã chia sẻ nhá. Ai đã chia sẻ thì comment cho em đã chia sẻ nhá. Và tiếp comment tiếp cho em là tặng 29k kèm số điện thoại ạ. Tặng 29k kèm số điện thoại ạ. Để em kiểm tra xem ai chia sẻ rồi nào. Để em kiểm tra xem ai chia sẻ rồi nhá. Mới được 46 lượt chia sẻ, 46 lượt chia sẻ. Đông đông một chút em sẽ siêu tặng nha. Đông đông cho em chờ siêu tặng nhá. Em thấy Thái Vân này, em thấy Vóc Trần này, em thấy Phan Như Quỳnh này, thấy Phương Linh này, thấy Nhìn Đời Rơi Lệ này. Mới được có 4-5 người thôi ạ. Mới được có 4-5 người thôi ạ. Mới thấy Mỹ Ngọc này. Đó. Mới chỉ được có 5 người thôi, 5-6 người thôi, comment thôi. Hôm nay cực kỳ ít luôn ạ. Đấy, hôm nay em sale tặng hẳn chân váy cho mọi người luôn. Chút nữa em sẽ tặng cho mọi người một mẫu áo len nhé. Chút nữa em sẽ tặng cho mọi người một mẫu áo len nhé. Đây nhé. Nên đông đông một chút em sẽ sale tặng cái chân váy này với giá 29k. Đây, kaki cực kỳ đẹp luôn. Chất kaki cực kỳ đẹp luôn. Nó là hai vạt nhá, bên trong có quần. Hai vạt bên trong có quần. Cực kỳ xinh. Cực kỳ dễ mặc luôn ấy. Mùa này mọi người chỉ mặc những cái đồ ngắn ngắn như thế này thôi. Khoác ngoài thêm cái áo da hoặc là cái áo khoác ngoài cardigan này là cực kỳ đẹp luôn. Đó. Tại vì cái tương tác em bây giờ nó hơi kém ấy, nên mọi người chia sẻ nhiều mà vẫn là ít người, chỉ tầm 3-4 người xem thôi, sao lại vậy nhỉ? Ít thế nhỉ? Giờ này em like ở hội nhóm đông hơn là like ở trang cá nhân hay sao ấy? Tại vì cái trang cá nhân mọi người ai đang xem nhớ kết bạn với em nhé. Cái này hiện tại nhà em chân váy này thì còn size, cái này chân váy nhà em chỉ còn size S và size M nhá, còn S và M ạ. 29k nhá, 29k nhá, Giang Linh nhá, 29k nhá, em sẽ tặng 29k cho chị nào chia sẻ nhá. Cho chị nào chia sẻ nhiều nhất này. Đó, kết bạn với em này. Đó.
tương tác với em cực kỳ tốt này, em sẽ ưu tiên tặng cho người đó nhá. 29k một chân váy này thôi. Hôm nay em sale rẻ cực kỳ luôn. Chút nữa em sẽ tặng chân váy, chút nữa em sẽ tặng mấy cái chân váy này cho mọi người nhá. Đây. Chút nữa nhá. Rồi. Chân váy xẻ dáng dài này. Tại vì toàn có lên 12 rồi 15 rồi lại xuống 11 12 thôi tại vì nó quá ít ý. Em thấy chị Ngọc Mỹ nhá. Thấy Linh Linh này đó, giờ mới lên được thêm 2 người nữa này. Cực kỳ ít luôn. Đó, mới thấy Thái Vân comment nhiệt tình thôi. Hôm nay không ai đi xem bóng đá thì ở nhà em sẽ xếp tặng cực kỳ rẻ nhá. Ưu tiên cho những ai không đi xem bóng đá ở nhà xem em livestream nhá, em sẽ tặng nhá, tí em sẽ tặng nhá. Tí em tặng cực kỳ nhiều. Mai em lại về thêm hàng nhá. Mai em về thêm rất là nhiều hàng luôn. Mọi người nhớ theo dõi em nhá để mai em tặng quà tiếp nhá. Nếu mà không có gì thay đổi thì tình hình là mai nước hoa và son sẽ về. Nếu mà không có gì thay đổi nhá thì mai nước hoa và son sẽ về nhá. Đó. Em có thấy Hoàng Kim Hạnh nhá, em có thấy Hoàng Kim Hạnh nhá. Em thấy Quỳnh Nga nhá. Em thấy Diễm Đặng Trà. À, Diễm Trà Đặng nhá. Diễm Trà Đặng nhá. Bun. Vào nhà. Em tặng cho một chị nhá. Đây, cũng một lúc rồi. Đây nha, em xem là lên bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em sẽ tặng cho một chị nhá. Ok, để em kiểm tra, chờ em một xíu nhá. Nó là váy nha, bên trong có quần nhá. Nó là váy bên trong có quần ạ. À. Bên trong có quần nha mọi người ơi, đây nhá. Em bắt đầu tặng nhá, chờ em kiểm tra nhá. Mọi người bắt đầu comment nhá. Mọi người bắt đầu comment tặng 19k kèm số điện thoại cho em đi ạ. Để em bắt đầu kiểm tra nhá. Ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng nhá. Chào Quỳnh Nga nha. Em bắt đầu kiểm tra, chờ em một xíu. Em bắt đầu xem kiểm tra xem ai chia sẻ nhiều nhất rồi nào. Chút nữa nhá, em kiểm tra lên trang cá nhân nhá. Mà ai chưa chia sẻ lên trang cá nhân nhá, em đọc tên ai mà chưa ai chị, mà một buổi tối này livestream xong nhá, em thoát ra nhá, em kiểm tra lên trang cá nhân nhá. Mà ai chưa chia sẻ lên trang cá nhân hoặc là chia sẻ để chế độ công khai à, để chế độ của mình tôi nhá, là em hủy đơn nhá. Là em hủy quà nhá để em nhường cho người khác nhá, được chưa ạ? Đây nhá, em sẽ tặng cho một chị nhá. Em sẽ tặng cho một chị nhá. Chờ em một xíu, em sẽ tặng cho một chị. Chờ em một xíu nhá, em sẽ tặng cho một chị nhá. Đây nha, em sẽ tặng cho một chị à. Em sẽ tặng cho một chị. Vào nhà bun. Em sẽ tặng cho chị Thái Vân nhá. Chị Thái Vân đuôi 48098 ạ. Thái Vân nhá. Em sẽ tặng cho chị Thái Vân ạ. Chị Thái Vân có ở đây không ạ? Con đăng like tí nữa gọi cho nhé. Chị Thái Vân có ở đây không ạ? À? Chị Thái Vân không ở đây thì em nhường cho người khác nhé. Chị Thái Vân có ở đây không ạ? À? Chị Thái Vân không ở đây em nhường phần quà này cho người khác nhé. Em sẽ nhường phần quà này cho người khác nhé. Đợi em một xíu xem chị Thái Vân có lên không ạ? À? Xem chị Thái Vân còn xem không ạ? À? Nếu mà chị Thái Vân còn xem thì em sẽ tặng cho chị Thái Vân nhé. Còn không em sẽ nhường phần quà cho người khác nhé. Ok chị ạ? À? Chờ em một xíu nhé, em xem chị Thái Vân ạ. À. Chị Thái Vân còn ở đây không ạ? À? Chân váy này em đang bán là 29k, em đang bán giá tặng là 29k nhá. Còn nếu mua với giá bình thường em sale tặng là 99k. Giá sale tặng là 99k. Ai đang xem thì kết bạn theo dõi nhá. Kết bạn với em này, theo dõi em này, đó để chế độ công khai nhá. Để mai bắt đầu nhá, mỗi ngày em sẽ tặng 20 thỏi son cho một chị nhá. Mỗi ngày em sẽ tặng tầm 20 thỏi son nhá, 20 đến 30 thỏi son nhá. Mai em về 1000 cây son cơ. Mỗi ngày em sẽ tặng ít nhất là 30 thỏi, nhiều nhất là 50 đến 60 thỏi cho mọi người nhá. Đó. Mai em về cực kỳ nhiều son luôn, em sẽ tặng cho mọi người. Nên là mọi người cố gắng kết bạn chia sẻ với em nhá. Để mai em sẽ tặng quà nhá. Nếu mà mai nước hoa về cùng thì em sẽ tặng cùng nước hoa, còn không mai nếu mà nước hoa chưa về thì em sẽ tặng son nhá. Ok chưa ạ? Đây nhá, chị Thái Vân không ở đây à? Chị Thái Vân đâu ạ? À? Chị Thái Vân có nhận quà không ạ? À? Chị Thái Vân còn ở đây không nhỉ? Nếu chị Thái Vân nếu mà còn ở đây thì comment ok cho em nhá. Ok cho em nhá. Không thì em sẽ nhường phần quà này cho người khác nhá. Chị Thái Vân còn ở đây không nhỉ? Đâu rồi, vừa thấy chị Thái Vân xong đang comment đây rồi nhưng mà không thấy Thái Vân. Ok Thái Vân nhá, em tặng phần quà này cho Thái Vân nhá, 29k nhá. Đây nhá, 29k của Thái Vân nhá. Đây, ok. Còn ai muốn nhận quà nữa không nhỉ?
Em sẽ tặng quà tiếp nhá. Em sẽ tặng quà tiếp nhá. Em sẽ tặng quà tiếp nhá. Mọi người kết bạn với em đi nhá. Chút nữa em kiểm tra chị Thái Vân chưa chia sẻ lên trang cá nhân này, em sẽ hủy đơn để mà em tặng cho người khác nhá. Đây nhá, em tiếp tục tặng nhá. Em tiếp tục tặng nhá. Mà em sẽ tiếp tục tặng son nhá, tặng son cho mọi người nhá. Màu son cực kỳ đẹp luôn, màu mịn môi cực kỳ luôn. Em tặng tiếp nhá, em tặng tiếp với được 2 thỏi đúng không? 2 thỏi đúng không? Ngọc Mỹ nhá, Ngọc Mỹ nhá. 47720 ạ, à. Ngọc Mỹ nhá, 47720 nhá. Ngọc Mỹ 47720 một thỏi này. Em tặng son để lấy lại tương tác nhá, em tặng quà để lấy lại tương tác nha mọi người ơi. Ok, Ngọc Mỹ một thỏi nhá. Phạm Hiền một thỏi ạ. À. Phạm Hiền ạ. À. Phạm Hiền đuôi là 91391 nhá. 91391 một thỏi nhá. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Còn ai nữa không ạ? Còn ai nữa không ạ? Em nữa chị ơi ạ. À? Nhìn đời rơi lệ cảm ơn cho em tặng son nhá. Tặng son 29K kèm số điện thoại nhá. Em sẽ tặng nhá. Em sẽ tặng nhá. Tặng em đi à. Trịnh Thảo Hương cảm ơn cho em nhá. Ai cảm ơn đúng cú pháp em tặng nhá. Ai cảm ơn đúng cú pháp em tặng nhá. Hôm nay em sẽ tặng 30 thỏi nhá. Hôm nay em sẽ tặng 30 thỏi nhá. Mai em sẽ gửi hàng nhá. Mọi người nhà, những ai này, những ai được em đọc tên nhá, mọi người cố gắng inbox cho em địa chỉ nhá, địa chỉ và số điện thoại nhá, đó gửi luôn cho em nhá mọi người ơi. Em ưu tiên cho ai gửi cho em sớm nhất nhá. Phạm Hiền một thỏi nhá. Phạm Hiền 1391 này. Hoàng Kim Hạnh được tặng rồi này. Em chỉ tặng cho mỗi người một thỏi thôi nhá. Em chỉ tặng cho mỗi người một thỏi thôi nhá. Son này em không bán xỉ nhá. Son này em không bán xỉ nhá. Không, son này không có đủ mà bán xỉ nhá. Son này em không bán xỉ nhá. Đây này, em vừa đánh cái này, em vừa đánh cái này.
khô luôn, mịn cực kỳ luôn, em vừa đánh xong đấy. Tiếp tục tặng nha, em tiếp tục tặng nha. Ôi, Diệu Hương một thỏi nhá. Diệu Hương ạ, à, Diệu Hương chia sẻ chưa nhỉ? Diệu Hương chia sẻ chưa ạ? Diệu Hương đuôi 994072 chia sẻ chưa nhỉ? Chia sẻ chưa ạ? Mai Anh một thỏi nha. Mai Anh một thỏi nha. 55659 ạ, à. Mai Anh một thỏi nữa nhá. Mai Anh một thỏi nữa nhá. Đó. Cẩm Ly ạ, à. Cẩm Ly một thỏi nhá. Cẩm Ly một thỏi nhá. Cẩm Ly một thỏi son 29K nhá. Cẩm Ly một thỏi nữa rồi ạ. Diệu Hương à? Diệu Hương tặng chưa nhỉ? Nếu mà ai em đọc hai lần ý, nhưng mà chỉ được tặng một lần thôi nhá, tại vì sẽ nhường phần quà cho người khác ấy. Đó, mỗi người được nhận một lần thôi ạ, mỗi người được tặng một lần thôi ạ. Em tiếp tục tặng nhá. À đây. Có khi nào hạnh phúc rời xa này. Một thỏi nhá. Ok. Cẩm Ly rồi lại Diệu Hương rồi lại nhìn đời rơi lệ. Ok, nhìn đời rơi lệ một thỏi nhá. Nhìn đời rơi lệ một thỏi nhá. Đây, son 3C. Hạ, đây nhá, tem mác đây nhá. Chuẩn hãng nhá. Hôm trước là cái son 3C khác, loại nhỏ hơn, loại nhỏ hơn nhưng mà dài hơn. Nhưng cái son này là son xịn hơn một chút. Màu nó lên đẹp hơn một chút này, em vừa đánh này mà nó khô luôn môi nhá. Nó khô luôn này, màu cực kỳ đẹp luôn. Em tặng bao nhiêu thỏi rồi nhỉ? Tặng bao nhiêu thỏi rồi nhỉ? Chả nhớ nữa. Chờ em một chút nhá. Đây nhá, em tặng đến khi nào mà mọi người không comment nữa thì thôi được chưa? Nói chung là tầm 30 thỏi đến 50 thỏi đổ về thôi nhá. Tặng nhiều không có tiền tặng mọi người đâu ạ. Ok, tặng Nhung Trương một thỏi nhá. Nhung Trương một thỏi nhá. Ai chút nữa nhá, đây. Em sẽ tặng cho ai kết bạn với em nhá. Em sẽ đọc tên những ai kết bạn với em nhá, thì em kết bạn với em nhá. Đây, kết bạn theo dõi em nhá. Thì em sẽ ưu tiên tặng người đó trước này. Tặng Võ Tường Vi một thỏi nhá. Võ Tường Vi ạ. Tặng Võ Tường Vi một thỏi này. Võ Tường Vi một thỏi này. Hoàng Kim Hạnh một thỏi này, được chưa ạ? Hoàng Kim Hạnh một thỏi đúng không ạ? Em ở Hà Nội nhá. Nếu mà ai qua em lấy được thì tốt nhá, đỡ tiền ship ạ. Nếu mà ai qua em lấy được thì tốt nhá, đỡ tiền ship nhá. Em ở số 2 ngõ 223 trên Đại Nghĩa nhá. Hai Bà Trưng. Đây nhá. Dương Nguyễn một thỏi nhá. Dương Nguyễn một thỏi này. Lò Thị Anh một thỏi này. Nguyễn Thu Phương một thỏi này. Đủm Phương một thỏi này. Nguyễn Trường Sinh một thỏi này. Đó. Em sẽ ưu tiên cho ai kết bạn với em nhá. Em sẽ ưu tiên cho ai kết bạn với em để được tặng quà nhá. Đó. Ưu tiên cho những người nào kết bạn theo dõi livestream của em thì em sẽ tặng quà nhá. Đó. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Còn ai muốn tặng quà nữa không ạ? Còn ai muốn tặng quà nữa không nhỉ? Quỳnh Ken chưa kết bạn à? Quỳnh Ken chưa kết bạn, chưa chia sẻ, chưa tặng được rồi. Tặng cỏ dại rồi đúng không ạ? Tặng cỏ dại rồi đúng không ạ? Có khi nào hạnh phúc rồi sao? Có khi nào em hạnh phúc tặng rồi? Em có thấy Quỳnh Ken nhá, em có thấy Quỳnh Ken nhá, em có thấy Quỳnh Ken nhá. Đây, em có thấy Quỳnh Ken nhá. Cỏ dại được tặng một thỏi rồi nhá. Cỏ dại được tặng một thỏi nhá. Hiện tại son này thì em chỉ có hai màu nhá, màu cam đất và màu đỏ cam. Đó. Màu hồng hiện tại nhà em hết hàng nhá, không còn hàng nhá. Đây là màu cam đất này, còn màu đỏ cam hiện tại nhà em đang hết hàng đó. Nhưng mà ai lấy màu nào comment cho em nhá. Ok, Cẩm Ly một thỏi. Ok, Cẩm Ly một thỏi ạ. Quỳnh Ken một thỏi nhá. Có khi nào hạnh phúc có khi nào em hạnh phúc tặng rồi mà. Có khi nào em hạnh phúc một thỏi rồi nhá. Được chưa ạ? Nhìn đời rơi lệ một thỏi rồi nhá. Em sẽ ưu tiên tặng cho mỗi người một thỏi thôi nhá. Mỗi người một thỏi thôi nhá, không tặng nhiều nhá. Đây nha, em bán hàng nha, em bán hàng nha. Em bán hàng nha mọi người ơi, được chưa? Em bán hàng nha mọi người. Em bán hàng nha. Đây nha, em sẽ ưu tiên cho ai có đơn nhá. Em sẽ ưu tiên tặng son này cho ai có đơn nhá. Cho ai có đơn nhá. Cho ai có đơn hàng bên em nhá. Tại vì bình thường gửi một cái thỏi son như thế này cũng mất 35-40 nghìn tiền ship rồi, cực kỳ phí. Đó nên là mọi người mua một sản phẩm bên em hoặc là mua một hai em ship ý, thì nó đỡ tiền ship đi cực kỳ luôn. Đó, mà mọi người ship đỡ tiếc tiền. Đó, được chưa ạ? Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Em bán hàng nhá, em bán quần áo nhá, em tặng quần áo mọi người nhá. Đây nhá. Ai lấy túi này comment cho em túi 49K nhá. Hôm nay sale tặng luôn, sale tặng kinh khủng luôn. Để lấy lại tương tác nhá, tại này tương tác Facebook em cực kỳ kém luôn, 49K nhá. Ai lấy túi này comment túi cho em 49K, túi 49K cho em. OT, ok, tặng Trương Nhung nhá, Nhung Trương nhá, Nhung Trương mà thỏi ạ. Ai nhá, ai em đọc tên nhớ inbox địa chỉ cho em nhá. Ai không inbox địa chỉ em không tặng quà nhá, được chưa ạ? Ok chưa ạ? Ai không inbox địa chỉ em không tặng quà nhá. Tại vì thực sự là cái đơn hàng bên em hàng quà tặng này quá tải luôn. Đó. Nên là em sẽ ưu tiên cho những ai có địa chỉ trực tiếp inbox cho em nhá. Inbox cho em trước nhá. Để đòi quà nhá. Mọi người cố gắng inbox cho em để đòi quà nhá, được chưa ạ? Đây nhá, đây nhá. Túi 49K nhá. Ai muốn tặng túi comment tặng túi 49K cho em, cực kỳ dễ đi. Đeo ba lô cũng xinh này, đeo kiểu ba lô cũng xinh. Đó, 49K nhá. Ai lấy em thấy chị Cẩm Ly nhá, em thấy chị Cẩm Ly nhá. Cẩm Ly được tặng một thỏi son rồi nhá.
Ok, rượu hương một túi 49k nhá. Túi 49k nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Túi là 49k, cực kỳ đẹp luôn. Đây, em thấy cầm ly ạ. Đây. Túi cực kỳ xinh luôn. Cái túi này là bé nhá, nó không to lắm đâu, nhưng mà được cực kỳ nhiều đồ luôn. Đây. Được cực kỳ nhiều đồ luôn. Cái túi này em toàn đi lấy hàng, em toàn đeo thôi. Đeo như ba lô, mọi người đeo như ba lô cho em xinh cực kỳ luôn. Đeo như ba lô xinh cực kỳ luôn. Đó. 49k thôi, quá rẻ luôn. Mà khi em bán 65k đấy. Mà khi em bán là 65k, hôm nay em sale rẻ 49k luôn. Lấy lại tương tác nhá. Đó. Lên quần áo đi ạ. À? Ok, em lên quần áo luôn nhá. Đó. Ai thích túi này thì comment túi này cho em nhá. Túi 49k nhá. Túi 49k. Đó. Được chưa? Đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Ok, em lên đồ nhá. Ok, em lên đồ luôn nhá. Hôm nay mọi người thích gì ạ? Thích chân váy hay là thích áo nhỉ? Hôm nay em like mấy cái áo khoác ngoài nhá. Hôm nay em like mấy cái áo khoác ngoài cho mọi người nhá. Em xem nào. Em xem có cái gì em tặng lốt mọi người nào. Dép à? À dép em hiện tại hết rồi. Mấy hôm nữa em lấy giày về nhá. Em có thấy Mai nhá, em có thấy chị Mikey nhá. Áo à? Áo à? Đây. Tặng áo 9k. Tặng áo 9k. Có một chấm ở đây. Có một vết ở đây. Nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. Em tặng 9k nhá. Cho ai comment nhanh nhất. Em có thấy chị Mai nhá. Đây nhá. Đây nhá, tặng áo 9k. Tặng áo 9k nhá. Nó bị một vết dính ở đây thôi. Chả biết là cái gì nữa, nhưng mà chắc là giặt được. Em nghĩ là giặt được. Vết bé xíu à. Bình thường nhìn không ra. Đó. 9k. Màu cực kỳ đẹp luôn. Cái lem nó là lem bông nhá. Đây em gọi gần cho mọi người nhìn. Tặng áo 9k nhá. Ai lấy áo comment tặng áo 9k cho em. Tặng áo 9k cho em. Ai lấy áo comment tặng áo 9k cho em. Cực kỳ đẹp luôn đó. Đây em ra chuỗi sáng cho mọi người nhìn màu nhá. Quần bò à. Ô. Đây nha mọi người ơi. Ai chắc chắn lấy nhá thì cứ từ từ comment cho em xin cả số điện thoại nhá. Em mới chốt đơn nhá. Đây, cho em xin cả số điện thoại, em mới chốt đơn cho mọi người nhá. Không có số điện thoại em không tặng đâu ạ. À. Em không chốt đơn đâu ạ. À. Tại vì em đã tặng 9k rồi nên là mọi người chắc chắn nhận quà cho em nhá. Thì cho em xin số điện thoại ạ, à. Được chưa ạ? À? Ok chưa ạ? À? Nên là mọi người cứ bình tĩnh comment nhá. Cứ bình tĩnh comment nhá. Em sẽ ưu tiên cho ai có số điện thoại đầu tiên em sẽ tặng áo nhá. Hôm nay em tặng cực kỳ nhiều. Hôm nay em tặng cực kỳ nhiều luôn nên là mọi người cứ bình tĩnh. Mọi người cứ bình tĩnh cho em. Hôm nay em tặng cực kỳ nhiều, tặng chân váy tiếp à? Mọi người muốn tặng chân váy tiếp à? Đây nhá, tặng áo 9k nhá. Cho ai có số điện thoại nhá, không có số điện thoại không tặng nhá. Chân váy à? Chân váy thì em xem là có nào sẽ tặng mọi người được nào. Đây một em chân váy nhá. Một em chân váy. Ok. Xem là tặng cho Nhung Trương à, như cho Nhung Trương. Ok nhá, tặng áo 9k cho Nhung Trương nhá. Tặng áo 9k cho Nhung Trương nhá. Nhung Trương cố gắng chốt cho em thêm tầm 1-2 sản phẩm nữa nhá để em gửi hàng nhá. Đây nhá, một cái chân váy nhá, một cái chân váy 79k. Sale rẻ luôn 79k, mọi khi em bán 99k em sale rẻ luôn 79k để lấy lại tương tác luôn nhá. Để lấy lại tương tác Facebook luôn. Giờ này tương tác Facebook cực kỳ kém luôn. Đó, em cực kỳ bực mình luôn. Không hiểu sao cái Facebook của em nó bị chặn em hay sao ấy. Giờ này mọi người comment em mà không nhìn thấy cơ. Mọi người gửi tin nhắn chờ cho em cũng không nhìn thấy cơ. Đó, 79k nhá. Ai lấy comment cho em chân váy 79k màu nâu nhá. Em sẽ lên một đống chân váy cho mọi người nhá. Hôm nay em sale đại rẻ luôn cho mọi người. Chỉ trong hôm nay thôi nhá. Mai mọi người hỏi thì lại giá khác nhá. Chứ đừng nhiều người thắc mắc với em là ôi hôm qua chị bán 99 mà hôm nay chị bán 120. Đó, vì từng ngày em vì tùy từng ngày em sẽ sale nhá, tùy từng ngày em sẽ sale nhá. Quần nhá, quần vải nhá. Quần vải nhá, quần vải vừa về xong. Quần vải vừa về vừa bỏ ra xong. Đây nhá. Quần vải nhá. 89k một cái quần vải. 89k nhá, em nói lại nhá. 89k một cái quần vải nhá. Quần vải này nhá, 89k nhá. Vừa mới về xong này, còn đang có lớp gấp này. Còn đang có lớp gấp chưa kịp nà thẳng luôn. Thực sự nhá, em về còn chưa có thời gian là chưa có thời gian mà gỡ ra mà là cô cho mọi người cô. Đó, 89k quần vải nhá. Đây nhá, em sẽ lọc size cho mọi người nhá. Quần vải nhà em có size nhá, đủ size cho mọi người nhá. Em không biết size nào đâu nữa cơ mọi người ạ. Quần vải nhà em màu này, màu xám này thì còn size S này. Màu này thì còn size ML này. Màu này thì còn size ML nhá mọi người ơi, ML nhá. Đây. Ai lấy quần vải đen này? Đây, ai lấy quần vải đen comment quần vải đen cho em. Quần vải đen kẻ đằng trước nhá. 89k nhá. 89k một em quần vải nhá. Sale cực kỳ rẻ luôn. Không nhanh mua thì không còn. Quần màu ghi này nhá. Thì còn một cái là size này là size S à.
Size S nhá. Màu ghi là size S nhá. Màu đen là màu đen có 3 size, còn như còn 3 cái. Màu đen đủ size nhá, màu đen đủ size nhá. Ai lấy màu đen comment đen cho em đen đủ size nhá. Sale rẻ luôn 89.000 luôn. Đi đâu mà mua được mấy quần vải như này 89.000 luôn. Mọi người muốn xem chân váy à? Có ai thích chân váy da không? Có ai thích chân váy da không? Chân váy da này em về thêm 3 con nhá. Chân váy da này em về thêm 3 con. Màu ghi 89. Diệu Hương ơi, màu ghi size S nhá. Màu ghi size S nhá. Màu ghi size S nhưng cái form này hơi to một chút. Em mặc size S nhưng mà em vẫn phải rộng. Đây nhá. Diệu Hương nhá. Bỏ cùng túi được. Ok Diệu Hương nhá, quần bò à? Ok em sẽ like quần bò nhá. 89k. Diệu Hương kiếp rẻ như cho luôn. Chân váy 99k nhá. Ai lấy chân váy xem chân váy 99k nhá. Đủ 3 size nhá. Đủ 3 size nhá. Chân váy 99k nhá. Quần bò ok em lên quần bò luôn nhá. Em sẽ lên quần bò luôn cho mọi người nhá. Chờ em một xíu nhá. Để em lựa mẫu nhá. Để em lựa mẫu. Váy à Bảo Hằng. Váy phải chờ em một xíu rồi. Tại vì hôm qua mới like váy em lại. Hôm nay lại lười like lại. Ok quần bò phải chờ em một xíu để em xếp mẫu ạ. Tại vì nó về rất là nhiều mẫu quần bò. Em phải lựa mẫu cho mọi người. À đây, em sale quần bò rẻ cho mọi người trước nhá. Quần bò, em sale quần bò rẻ cho mọi người trước nhá. Đây. Em còn 3 cái này, em sale rẻ nhá. Em sale rẻ 89.000, 89.000 nhá. Em sale rẻ luôn 89.000 quần bò. Siêu đẹp luôn. Quần này nhá, màu cực kỳ đẹp luôn. Đây em giơ gần cho mọi người nhìn. 89.000 nhá. 89.000 một cái quần này. Hiện tại nhà em chỉ tại vì nó còn size bé nên em siêu rẻ luôn. Đây, 89.000 một cái quần, 89.000 một cái quần, cực kỳ đẹp luôn. Cái này lên form cực kỳ đẹp luôn. Đây này, cái gấu quần của nó đây này mọi người ơi, cái gấu quần ở dưới đây nhá, cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn rõ không? Mọi người có nhìn rõ không? Chắc có nhìn rõ không nhỉ? Có đẹp không? Đây nha mọi người có nhìn rõ cái gấu quần không? Cực kỳ xinh luôn. Nó còn size nhỏ nha nên em sale em không mặc thử nữa nha. Sale nhanh còn đúng 3 cái nha, không còn nhiều. 89k một cái nhá. Cực kỳ đẹp luôn. 50kg 1m65 vừa không? Cái quần này 50kg thì không mặc vừa rồi chị nhá. Cái quần này 50kg thì không mặc vừa rồi. Từ 40 em là 46 cân thì ai tầm 47 cân nhá. Cái quần này từ 47 cân đổ xuống mặc vừa nhá. 47 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Đây nhá, từ 47 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Đây, 89k một cái nhá. Hiện tại em còn 3 cái size bé. Ai mặc vừa size 20, ai mặc vừa size 26, 27 đổ xuống thì lấy cho em nhá. Lấy dùm em nhá. Đó, 89k siêu rẻ luôn này. Cái gấu quần cực kỳ xinh em vừa mặc đấy. Yêu cực kỳ luôn. Em siêu rẻ tại vì nó còn 3 cái size bé quá nên em không bán được. Em siêu rẻ cho mọi người luôn. Ai size bé nhá. Ai mà chân bé bé như em này, size bé bé như em này thì lấy cái quần này nhá. Mặc cực kỳ xinh. Ai mà có mông thì mặc thôi rồi luôn. Không phải nói nhiều về cái chất này luôn, cái chất này cực kỳ đẹp. Cái chất cực kỳ đẹp. Đây nhá, 89k một cái quần nhá. Ai lấy quần comment quần cho em nhá. Ok, Diệu Hương một cái size 27. 28 không có nhá, chỉ có bắt đầu từ size 27 đổ xuống nhá. 26 27 thôi nhá, 26 27 thôi nhá. Như cái em đang cầm này là size 26 này. Nếu đó, ai lấy bắt đầu từ 27 đổ xuống nhá. 28 không có nhá mọi người ơi, đó. Size này là size bé nhá mọi người ơi, từ 48 cân đổ về nhá. 48 cân đổ về mặc vừa nhá. Xinh hơn là xinh, 89k. Bò này bò hàng thịn đấy, nhưng mà chẳng qua nó còn size bé quá. Khách nhà em ấy toàn khách người đậm đậm người là không mặc vừa lên, em sale rẻ luôn cho mọi người. Em sale rẻ luôn cho mọi người nhá. Đó, được chưa? 89k quá rẻ luôn. Nó là cái màu em cũng chả rõ là cái màu gì, màu này màu gì em. Xám á, không phải xám. Không phải xám, nó là cái màu. Đây nó đúng như cái màu. Đây nha, em giơ gần cho mọi người nhìn màu nha, em cũng không rõ là cái màu gì đâu. Nhưng mà cái màu này mặc không phải là màu trắng nhá. Đây nhá. Đây là màu trắng này. Đây này, hai màu em giơ cho mọi người nhìn nhá. Có quần jean ống rộng nhá. Em có quần jean ống rộng. Đây là màu trắng này. Đây là cái màu này nhá. Em giơ cho mọi người nhìn phân biệt nhá. Đó. Đây này. Em chả biết nó là màu gì đâu, nhưng mà nó không phải là màu trắng nhá. Cái này không phải là màu trắng. Đó, ai lấy thì comment cho em. Ok, Bách Bảo Ngọc một cái quần size 27 nhá. Bách Bảo Ngọc một quần size 27 này. Em ghi tên ở ngoài chị nhá. Bạc hoặc xám đều được. Bạc hoặc xám đều được. Đây nhá.
Quỳnh Nga một, Quỳnh Nga mặc size bao nhiêu nhỉ? Đây, Bạch Bảo Ngọc một cái này, Diệu Hương một cái này, ok nhá, ok nhá. Ai lấy đi comment cho em để em qua mẫu khác cho nhanh nhá. Em sẽ qua mẫu khác cho nhanh nhá, em sẽ qua mẫu khác cho nhanh nhá. Đây, hôm trước em sale 120k nhá. Hôm trước em sale 120k. Em có váy nhá. Hôm trước em sale 120k nhá, giờ em sale rẻ luôn nhá. Giờ em sale rẻ luôn quần này nhá, 89k một con nhá. 89k một con nhá. 89k một con size bé nhá. Cái này size bắt đầu từ 48 49 cân đổ về mặc vừa. 48 49 cân đổ về mặc vừa đây nhá. Cái quần này size bé nhá. Nhà em còn toàn size bé thôi mọi người ạ. Đây này, em cho mọi người xem dáng nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Còn toàn size bé nhưng mà nó có dáng. Nó có dáng 89.000 luôn nhá. 89.000 một con luôn. 89.000 nhá. Ai lấy comment cho em nhá. Quần bò 89 nhá. Đây là mã 01 này. Đây là mã 01 nhá. Ai lấy comment cho em mã 01 này. Đây là mã 02 nhá. Mã 02 nhá. Quỳnh Nga bao nhiêu ký nhá em ơi? Quỳnh Nga bao nhiêu ký? Đây là mã 02 nhá, rách gối nhá. 02 rách gối, 02 rách gối nhá. 02 rách gối cực kỳ xinh, 89.000 luôn, size bé nhá. Em chỉ còn size bé nên em siêu rẻ cho mọi người luôn, em chỉ còn size bé nên em siêu rẻ nhá. Đó nên ai mà đập đập người một chút thì chắc không mặc được rồi. Cực kỳ phí luôn, em siêu cực kỳ rẻ luôn. 89k luôn nhá. Có baby trắng không? Em có chị nhá. Chờ em xíu em. Đây là 02 nhá, chờ em xíu em like lốt mấy mẫu này nhá. Rồi em like quần cho mọi người nhá. 58 ạ. À. Ôi 58 vừa rồi. 58 chờ em một xíu nhá, 58 chờ em một xíu để em lên mẫu to hơn cho. 58 chờ em một xíu, đây là 03 nhá. Đây là dáng 03. Sức nhá. Sức nhá, sức. 02 ạ. À. Ok, 02 của Trang Hạnh Đỗ nhá. Trang Hạnh Đỗ cho em xin số điện thoại nhá. Trang Hạnh Đỗ cho em xin số điện thoại nhá. Trang Hạnh Đỗ cho em xin số điện thoại nhá. Chắc ai chắc chắn lấy hàng thì cho em xin số điện thoại nhá. Được chưa ạ? 01 này, 02 có lấy rồi lại 03 nhá. Đó, ok chưa? Em tiếp tục nha, em tiếp tục lên. Mọi người muốn quần màu gì đấy nhỉ? Đây là một cái quần ống loe nhá. Em cao 1m55 ạ, em cao 1m55. Đây là một cái quần ống loe nhá, em mặc một ống thôi nha mọi người ơi, em mặc một ống thôi nhá, cực kỳ xinh. 89k. Em mặc một ống thôi nha mọi người ơi, cực kỳ xinh luôn. Đây. Em mặc một ống thôi nhá. Tại vì cái dáng này em đã mặc ở trên lại mấy cái livestream khác rồi. Đó. Nên là em mặc thử cho mọi người nhìn thôi. Cạp cao phải không? Chị. À chị ơi, giá là 89.000 một cái nhá. 89.000 một cái nhá, Trang Hạnh Đỗ nhá. Nó không phải là cặp cao hẳn nhá, không phải là cặp cao hẳn nhưng mà nó cũng là cặp, nó là cặp trên rốn. Em chả biết là trên rốn là cao hay là thấp nữa nhưng mà nó không phải là cao hẳn. Cao chót vót lên tận đây đâu, mà nó là cao bằng bình thường mình hay mặc ấy. Nó không phải là cặp trễ. Đấy. Mấy quần này mọi người thích không? Đây nhá, sale rẻ quần này nhá. Có ai thích quần đen này không? Có ai thích quần đen rách không? Đây. Có ai thích quần đen rách không? Quần này mặc xinh này. Cái này nhà em đủ size nhá. Cái bò này nhà em đủ size nhá. Bò này nhà em đủ size số nhá. Đấy, hiện tại em đang cầm một size S này, nhà em có đủ size nhá. Ui. Không thở được không? Đây nhá. Ai lấy quần bò đen comment quần bò đen cho em nhá. Đây là hàng cao cấp này. Quần bò đen hàng cao cấp nhá, sale rẻ nhá. Hôm nay em sale đại rẻ luôn. 120k một cái quần này. Bình thường em sale là 160-170 luôn, sale lại rẻ luôn. Quần đen nha, lấy quần đen comment quần đen 120k cho em. Mọi người nhận những cái chất quần bò này nhé em nhé. Phải nhớ inbox cho em nhé. Chả ở đâu bán cái quần bò này 120k luôn. Mà hàng như thế này luôn. Em nói thật luôn. Cái quần bò đều đều mọi người ra chợ cũng phải mua. Ít của nó cũng phải tầm rơi vào 150-170-180. Đó, em sale rẻ luôn. Quần này thì không sale rẻ được rồi. Thì quần này là quần đắt rồi. Vẫn sale giá, mọi khi em sale là 149 à. Hôm nay sale rẻ 145 nhá, 145k. Quần ống loe. Quần này quần ống loe nhá. Quần này là quần ống loe. Quần ống rộng có màu khác không? Em có nhá. Quần ống rộng em có màu trắng này, màu nâu này, chờ em một tí. Đây nhá, nó là quần ống loe nha mọi người ơi. Đây nha, nó là quần ống loe nha mọi người. Nó là quần ống loe, em đang mặc size to nhá. Em đang mặc size này, size to kinh khủng đấy. Em đang mặc size 29 nhá, 28 nhá. Đó, bình thường em chỉ mặc size 26 hoặc 27 thôi. Đây, ống loe cực kỳ xinh luôn. Đó, ống loe nhá.
lên bò bò đi à, bò ôm ý à. Ok nhá. Đây nhá. Đây. Đây nhá, cực kỳ đẹp. Cái này nhưng còn size, cái này còn chỉ còn size S thôi. Chỉ còn size S và size M thôi nhá. Cái này chỉ còn size S và size M thôi. 150k. 150k nhá. Ai cần em mặc thì em sẽ mặc thử nhá. Nhiều cái không nhìn thấy, không đọc được của khách cơ. Quần le, quần le dài, dài có không à? Cái này là quần le dài chị ạ. Cái này là quần le dài rồi. Em có loại dài hơn cũng có, loại dài hơn cũng có chị ạ. Loại dài hơn thì nó là màu nâu nhá. Nó là màu nâu. Màu nâu với màu màu đen đen ấy. Màu nâu với màu xám xám ấy. Đây nhá. Có ai muốn xem quần nữa không à? Có ai muốn xem quần nữa không? Đây em xem quần này rẻ luôn. Quần bò nhá, quần bò trắng này. Quần bò trắng nhá, quần bò trắng nhá. Sale đại rẻ luôn. Đây. Cái này em đủ size nhá. Cái này hiện tại là đang là size S này, hiện tại đang là size S. Cái này em đang bán là 295 nhá. Quần này em đang bán 295, em sale rẻ luôn. Sale rẻ luôn 100 bao nhiêu được nhỉ? 135 đi. 135 nhá, sale rẻ luôn 135. Có quần baby màu trắng không à? Màu trắng thì em chỉ còn quần kiểu này thôi. Màu trắng thì em chỉ có quần kiểu này thôi. Quần này mặc cực kỳ xinh. Em hay mặc ở trên live đấy. Mọi người nếu mà ai muốn xem em xem lại livestream em mặc ấy thì vào xem lại nhá. Cái quần này em mặc trên live đi với dép cao gót cực kỳ xinh. Có quần tà bò trắng thì em không còn rồi chị ạ. Đây nhá. Cái này chỉ có bao nhiêu? 135 à? 135 nhá. 135 nhá. Ai lấy comment cho em quần 135 đủ size nhá. Đủ size nhá. Cái quần ai lấy quần bò rách này nhá, quần bò trắng rách nhá. Trắng rách đi. Ai lấy quần bò trắng rách nhá, đây. Comment cho em quần bò 135 đủ size nhá. Ai lấy size gì comment size cho em luôn nhá. 135. Thôi hôm nay siêu bao nhiêu? 40 cân mặc vừa nhá. 40 cân mặc vừa nhá. Trang Hạnh Đỗ ơi, 40 cân mặc vừa nhá. 40 cân mặc size S. 40 cân mặc size S đi. Quần không rách em ơi, quần không rách à? Quần không rách em xem nào á. Chị ơi quần không rách thì... Chị Cẩm Ly ơi. À chị Danh Võ ơi, quần không rách nhà em thì hiện tại chắc chỉ còn cái dáng size bé thôi, size to nhà em không còn rồi. Chân váy đi em. Chân váy à. Đây nhá. Còn một quần này nữa này. Còn một quần này màu xanh nhá. Màu xanh xinh chưa? Xinh chưa? Quần trắng 135 nhá. Quần gì? Quần chị ơi, quần bò trắng như thế này là 135 này. Quần trắng như thế này này là 145 nhá. Đây siêu rẻ luôn 145. Quần lại quần bò trắng này nhá, trắng hẳn này này thì 145 nhá. Đó, quần bò trắng này này thì là 135 nhá. Sale váy đi chị ạ, à, váy chị sale rồi, hôm qua chị sale rồi, hôm nay chị lười sale nữa. Quần xanh này 155 nhá. Quần xanh này 155 nhá. Quần xanh 155. Đây, đang bán 340 đây, 334. Đó, sale luôn 155. Sale luôn 155, em xem còn size không ạ? Em xem còn size không ạ? Chờ em xíu. Còn hai size nhá, còn hai size nhá, size S và size M. Đây, đang bán là 334 đây, 335.000 đây. Đó. Đó, em sale luôn 155 nhá. Quần trắng à? Hiền TH cho em quần rách trắng. Ok Diệu Hương nhá. Diệu Hương em ghi tên đi. Hoặc em copy được. Ok Diệu Hương, quần này một cái size M nhá. Đúng không Diệu Hương? Đúng thì ok cho em nhá. Đúng thì ok cho em nhá chị Diệu Hương nhá. Quần này nhá, ok nhá. Đúng thì ok cho em nhá. Em 1m64 50 cân vừa không Cẩm Ly à? 50 cân chị sợ mặc size M vừa đấy. 50 cân dáng này thì mặc vừa nhá. 50 cân dáng này mặc vừa này. Còn 50 cân dáng này đủ size nhá, đủ size nhá. S, M, L đủ size nhá. M 58 ký vừa không em? À 58 ký em sợ hơi kích rồi chị ạ. 58 chắc phải mặc size M cơ. Ơ size L cơ. Nhưng mà M thì hơi bé rồi, em sợ hơi kích, mặc chị hơi khó chịu.
cái cặp này à, cặp này thì là cặp cao nhá, đây này, đây này, đúng đây nhá, đúng đây nhá, đây em để đúng đúng nhá, đúng đây nhá, cặp đây, cặp đến đây nhá mọi người ơi, cặp đến đây nhá, ngực em đây, cặp này cặp rách xanh không phải quần đang cầm à, quần rách xanh không phải quần đang cầm à, là sao? Lấy quần đấy nhưng mà chị hỏi những quần nào. Đây nha mọi người ơi, đây em giơ nào một lần nữa nhá. Nó nhiều, đây nhá. Đây nhá. Ai lấy quần này comment quần 01 cho em được chưa? Tại vì nhiều quần của em không biết là quần nào luôn. Em lại hay quên. Đây nhá. Ai lấy quần này comment quần 01 cho em giơ lại một lần nữa nhá. Em giơ lại một lần nữa nha mọi người ơi, mọi người cố gắng nhìn cho em nhá. Tại vì em hay quên ý, não cá vàng đây nhá. Đây là 01 nhá. Lấy ai lấy quần 01 comment 01 cho em. Ai lấy quần 01 comment 01 cho em, ok chưa ạ? Để em đỡ nhầm nhá. Đây là mã 01 nhá, quần mã 01 nhá. Đây được chưa ạ? Đây là mã 02 nhá. Đây là mã 02 nhá. Đó, mã 01 này này thì đủ size nhá, đủ size số. Còn mã 02 này này thì chỉ còn size M và size S ạ. Đó, thì chị Diệu Hương lấy quần 01 hay 02 comment lại cho em nhá, cho em biết nhá. Tại vì em dạo này đầu óc 02 à. Ok, Diệu Hương 02 size M này. Còn đúng một cái nhá. Ok. 155. Mã 02 là 155, mã 01 là 135. 135 135. Mã 01 là 135 nhá. Ai lấy comment cho em 01 135 kèm size. 155. 02 là 155 nhá. 155. Chị mặc thử 02 à? Ok nhá, chị mặc thử 02 nhá, cho chị cái size của đấy chị mặc cái thử. Em mặc size to hơn một chút nhá, tại vì em hơi khó thở ấy. Em hơi khó thở, bụng em hơi to nên em mặc size này cho mọi người nhìn nhá. Chờ em một xíu nhá. Mọi người cố đợi em tí nhá. Mọi người cố gắng đợi em tí nhá. 02 cặp cao không, chờ em một xíu. 01 1m65. Thế thì mặc size L chị ạ. Thế thì chị Phương Thanh size L đi. Nhưng mà chị Phương Thanh nếu mà người đậm đậm như thế thì mặc thì lấy mấy cái màu như thế này này. Lấy mấy cái màu này mặc cho nhìn cho là đỡ béo này mà đỡ ấy, đỡ to. Lấy cái màu này em sợ mặc hơi sáng đấy, mặc hơi sáng đấy. Lấy cái màu tối tối như thế này mặc cho nó xinh. Cái này hết size rồi, chỉ còn một cái size M và một cái size S thôi. Đây. Đâu? Không có cái size L. L đâu? Cái này size M. Với chị bảo size M với size L. Đây nhá. Đây là 02 nhá. 02 đây nhá. Cũng xinh mà. Cái dáng quần này cực kỳ đẹp luôn. Cái dáng quần này cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Này. Cái dáng quần này cực kỳ đẹp nhá. Cái này em hết size rồi, chỉ còn hai cái, một cái size S, một cái size M nhá. Một cái size S, một cái size M nhá. Một cái size S, một cái size M. Có quần... quần quần không ôm mà em có rộng, nghĩa là quần rộng đúng không chị ơi? Có, em có nhá. Đây nhá, ai lấy comment cho em 02 nhá. Ai lấy comment cho em 02 nhá. Em mặc quần trắng cho mọi người nhìn nhá. Em mặc quần trắng cho mọi người nhìn nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Cho mày vào mình lấy chị kia đấy. Cái đôi dép có gót ăn đâu. Đi ra ngoài kia. Bút. Tưởng đấy ta phải đuổi mày. Đây nha, cái quần trắng này cực kỳ đẹp này. Chờ em kéo khóa. Không hai lấy luôn hai cái SM, S nhé. Diệu Hương. Ok Diệu Hương nhé, hết luôn nhé, hết luôn quần 02 nhé. Đây. Đây là cái mã quần. Quần này quần ngố nhá mọi người nhá, quần ngố nhá mọi người, đi rất cao quá, cực kỳ đẹp luôn. Em mặc cái này hơi rộng một chút này. Đáng nhớ ra phải, nó phải ôm một tí nữa, cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh. Cái quần này này, nếu mọi người không mặc sợ bẩn ý, thì mặc mọi người lên mặc cái quần này đi làm hoặc là đi chơi, cực kỳ đẹp luôn. Thật luôn, đó, cực kỳ dễ mặc luôn.
em bao chất cái này hoàn toàn luôn á, cực kỳ đẹp luôn, mà cái này là kaki dày luôn này, cực kỳ đẹp. Có ai đây nhá, ai lấy comment quần này cho em nhá, quần này em siêu rẻ luôn, 145 nhá, mọi khi bán 160-170 đây. Ở shop em đang bán là bao nhiêu vậy, em xem giá. Ở shop em đang bán là 350, ở shop em đang bán là 350 đó. Ai lấy quần trắng các mừng quần trắng cho em nhé, quần trắng cho em nhé, quần trắng cho em nhé. Ai lấy quần trắng các mừng quần trắng cho em nhé. 145 một cái nhá, 145 một cái nhá, cực kỳ đẹp. 145 một cái cực kỳ đẹp, nhìn nó to thôi nhưng mà mặc lên cực kỳ không to luôn, mà mặc cực kỳ lên cực kỳ đẹp, nên dáng đẹp luôn. Ăn gì chưa? Ăn gì đi, gọi bún chả nhá. Ok, Diệu Hương, hai cái này có ai thích mẫu này không? Không thích mẫu này em qua mẫu nhá. Không thích mẫu này em qua mẫu nhá, em qua mẫu nhá. Em qua mẫu nhá. Ây da. À đây có một cái dáng quần này xinh này. Đây này, cái dáng màu này cái này size L này. À nhưng mà cái này size L thì hơi bé á. Đây này, cái dáng này xinh chưa? Cái dáng này xinh không? Nhưng cái dáng này đắt. Cái dáng này đắt. Đây size L nhá, còn một cái size L. Hôm trước ai hỏi nhưng chị không bán. Hôm trước ai hỏi thì chị không bán, chị để mặc. Giờ mới thấy vẫn còn sót một cái. Cái dáng này mà cực kỳ đẹp này, nó là quần ngố nhá, cái này là quần ngố ngố này, xinh cực. Em like áo nhá, em like áo nhá mọi người, em like áo nhá. Chân váy à? Ok, chân váy nhá. Em like chân váy cho mọi người nhá. Cái chân váy này này tặng cho gì nhỉ? Tặng cho gì nhỉ? Chả nhớ tên nó, không để tí xem lại livestream. Ok, em la chân váy nhá. Không ạ. À, 29. Ừ. Chân váy đẹp thế tặng 29 luôn á. Đáng nhập là hơn 100 tặng 29 luôn. Có ai thích chân váy này không? Có ai thích chân váy dài này không? Chân váy dài này không? Em siêu rẻ luôn chân váy dài len nhá. Đây, len này. Chân váy dài len nhé, em phải đứng gần đây cho mọi người nhìn cái bộ sáng sáng cho mọi người nhìn rõ nhé. Đây, đứng gần vào đây mới thấy được ạ. Đây nhá. Một chân váy dài nhá, một chân váy dài xẻ sau nhá, một chân váy dài xẻ sau len nhá. 99k, cái hàng này hàng bom của em này. Cái hàng này hàng chắc hay bố em ai gọi số nước ngoài cho chị không biết. Biết chưa liền. Có mất mạng không? Có áo hoodie à? À em like áo nhá, thực sự em muốn like áo hơn ấy, em like áo cho mọi người nhá. Tại vì hôm nay em về rất là nhiều mẫu áo, em like áo nhá. Em like áo được không ạ? À? Đây nhá, ai lấy chân váy dài này thì comment chân váy dài cho em nhá. Chân váy dài cho em nhá, 99k nhá, chân váy len nhá. Cái này là chân váy khách bom của em siêu rẻ luôn, 99k. Khách bom, chất đẹp kinh khủng khiếp này. Len dày luôn. Kéo giãn không sao hết luôn. Cho em một xíu nhá. Trang xong xong cho phát cho chị mấy cái chân váy trên đây nhá. Ok, Diệu Hương trên váy 99 ạ. Ok, Diệu Hương trên váy 99. Diệu Hương trước nó cho em xin địa chỉ nhá. Diệu Hương trước nó cho em xin địa chỉ nhá. Ok, áo nhá, cho em xíu thay quần ạ. Ô, quần bà bạc rồi đấy, đang ở đấy còn xem nốt mấy chị xem. Ok chị Diệu Hương nhá, cho em xíu nhá. Mọi người cho em xíu để em cài cúc nhá, rồi em like áo hút đi. Áo hút đi.
non này, các đi không chọn cắn. Em giơ qua nhá, chân váy da 99k nhá. Chân váy dạ nhá. Đây này, không phải dạ mà nó là lót, nó là bông nhá, nó là bông bông nhá, em chả biết đâu. Đây nhá, có 3 màu nhá. Em giơ qua cho nhanh nhá. Đây là màu nâu cà phê này, đây là màu nâu đất này, nâu nhạt này. Đó. Đây là màu sữa này. Đây là màu sữa nhá. Đó. Đây là màu đen nhá. Cái chân váy này có 3 màu nhá, có 3 màu nhá. Đó, cực kỳ rẻ luôn. Cho em cái chân váy như à, cái chân váy này em lại không còn rồi, em lại bán hết sạch rồi. Bốn. Chân váy 99k nhá chị Candy Quỳnh nhá. À, Candy Quỳnh cố gắng chọn cho em một cái nữa nhá, một hai cái nữa để em gửi nhá. Em vẫn còn đây lưu đơn cho Candy Quỳnh như sao ấy. Em chả nhớ nữa. Đây nhá. Đây nhá, một cái áo nhá, áo rộng rộng này nhá. Áo rộng rộng nỉ nhá, tay Hàn Quốc nhá. Áo này em có ảnh này. Tay bông này, tay bồng nhá. Tay bồng nhá. Sale rẻ luôn nhá, sale rẻ nhá. Mọi người muốn em sale bao nhiêu? Họ bảo hôm trước em là bán 99 nhá. Chân váy bao nhiêu? Chân váy 99 chị nhá. Đây nhá. Mấy cái chân váy này em bao chất hoàn toàn nhá. Đây. Chuẩn là Quảng Châu nhá. Em bao chất hoàn toàn nhá, 99k nhá. 99k nhá. Đó, ai lấy size nào được comment size cho em nhá để em lấy size cho mọi người nhá. Em like áo cho nhanh nhá. Đây nhá. Em hôm trước em sale 99, hôm nay em sale 89 nhá. 89k, 89k. Ai lấy đỏ comment đỏ nhá. Cái áo này áo xịn này có size nhá. Áo này có size nhá. Ai lấy size nào comment size cho em nhá. Áo này có size nhá. Đó, được chưa? Ai lấy size là comment size cho em nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ 99k cho em. À, đỏ 89 ạ. À. Em xin lỗi, đỏ 89 nhá. Đây, một em vàng nhá. Em này còn một em duy nhất này. Em này còn một em duy nhất này. Cực kỳ xinh. Đây nhá, vàng nhá. Vàng nhá, đúng kiểu Hàn Quốc luôn nhá. Nào. Ai lấy vàng comment vàng cho em nhá. Vàng cho em nhá. Vàng nhá. Vàng 79k sale rẻ luôn. Hôm nay em sale đại rẻ cho mọi người chọn nhá. Đó, để mai em lại tiếp tục về hàng tiếp. Đó, em sẽ nay sale rẻ cho nó bớt đi, tại vì nhà còn không còn chỗ để treo đồ nữa rồi. Nhà không còn chỗ để treo đồ rồi, sale rẻ luôn nhá. Đây. Ai lấy comment cho em nhá. Áo vàng 89k. Em lấy đỏ 45k, 45kg thôi à. Ok Hương Nguyễn nhá. Thế thì lấy size S nhá, Hương Nguyễn lấy size S đi. 45kg bằng chị này. 45kg bằng chị 45-46 cơ. Ai lấy vàng comment vàng nhá. Vàng 79, vàng 79, đỏ 89. Ừ. Đây nhá. Vàng 79. Không. À chị Hương Nguyễn cho em xin là số điện thoại nhá. Chị Hương Nguyễn cho em xin là số điện thoại nhá. Chị Hương Nguyễn cho em xin là số điện thoại nhá. Nãy Hương Nguyễn có son nói sao nhưng mà chị chả nhớ nữa. Đây nhá. Ôi giày kinh khủng khiếp luôn mọi người ạ. Ôi. Giày quá em không mặc nó nóng lắm mọi người ạ. Đây. Zara nhá, cái này của Zara nhá. Cái này mặc dù nó không phải là chuẩn của hãng Zara nhưng mà nó là nhái, nhưng mà nhái cực kỳ đẹp luôn. Nó là hàng nhái cao cấp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Nó không phải là hàng chuẩn nhưng mà cái bông của nó cực kỳ dày mà cực kỳ đẹp luôn. Đó, nó không phải là chuẩn của hàng Zara nhá. Chuẩn của Zara không bao giờ có chuyện mấy chục đâu mọi người ạ. Không bao giờ có chuyện mấy chục, nhập vào của nó cũng đã tầm 7, cũng là tầm ít phải tầm 300 rồi. Đó. Đó, cái này em sale rẻ nó nhá, 89k. Ok nhá, ok Hương Nguyễn nhá, ok Hương Nguyễn nhá. Mai qua lấy thì cặp thì nhắn tin cho chị nhá, đây nhá. Thì gọi cho chị cũng được. Ai lấy trắng comment trắng nhá, giày kinh khủng luôn. Ai lấy trắng comment trắng cho em. Ai mà nhận được mấy cái đỉ này nhé em, đảm bảo thích luôn. Muốn mua thêm không còn. Sale rẻ nhá, sale rẻ hai cái màu này này. 69k nhá, sale rẻ 69k. Ai lấy vàng comment vàng, ai lấy xanh comment xanh 69k nhá. 69k, ai lấy vàng comment vàng nhá. Đây tay đây. Tay đây nhá. 69k nhá, ai lấy vàng comment vàng, ai lấy xanh comment xanh cho em 69k. 69k nhá. Đây. Một em áo này nhá. Một em áo này nhá, một em áo này nhá, cực kỳ xinh luôn. Mấy còn nhiều không em xem nào. Hiện tại em còn 3 con này nhá. Ai lấy rẻ em lấy, ai lấy em lấy 59 nhá. 59k một con này nhá, 59k một con này nhá. Ai lấy comment cho em áo chữ nhá, áo chữ nhá, áo chữ nhá, áo chữ 59k. Nếu mà cần em mặc thử thì em sẽ mặc thử nhá. Cần em mặc thử thì em sẽ mặc thử nhá, 59k nhá. 59k một con này nhá. Mọi người đi đâu hết rồi, mọi người đi đâu hết rồi. 59k một em nhá. Like quần
có cổ, ok. Còn đúng một con cuối cùng đấy. Còn đúng một con vàng cuối cùng đấy, con vàng ấy xinh. Heli fan chị vẫn còn lưu một đơn của em hôm trước nhá. Còn một cái váy gì sao, cái váy gì 69 hay sao chị chả nhớ nữa. Đây nha, ai lấy cái này các mình nâu chú cho em nhá, 59k. Cũng đẹp. Ai mà biết cái ăn mặc cái này đóng thùng đằng trước cực kỳ xinh, đóng thùng đằng trước cực kỳ xinh. Coi đá banh hết rồi. Đó, hình như mọi người đi coi đá banh hết thật rồi sao ấy. Chút tới Việt Nam mà thắng thì chắc là không có đường mà về á. Hôm trước ai cứ hỏi cái áo này nhỉ? Để chút nữa em mặc với cái áo sơ mi cho mọi người nhìn nhá. Cái áo này mà mặc với cái áo len hoặc áo sơ mi bên trong thì tuyệt vời không mà rời luôn để em xem. Có cái áo nào sơ mi nào không? Có cái áo sơ mi có cổ nào không nhỉ? Để chị mặc cùng. Cái này phải mặc với cái áo sơ mi nào có cổ tay bên trong cơ, di lê này, cực kỳ đẹp luôn, 79k. Coi sọc trắng đen ý à? Sọc trắng đen à? Hôm nay nhiều người hỏi sọc trắng đen đấy. Từ sáng đến giờ em bán được phải được chục con này rồi, bán được cửa hàng phải chục con này rồi. Nhưng mà màu khác nhau. Em bán phải chục con này rồi. Đây. Bán gần hết rồi, không ai không tranh thủ mua đi, không còn đâu. Đây nhá. Nè. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Em mặc thử cho mọi người một màu nhá. Em mặc thử cho mọi người nhìn một màu nhá. Em thử luôn màu đen trắng nhá. Ok, em thử luôn màu đen trắng nhá. Cái len này thì đắt hơn một xíu, 99k nhá. Cái này 99k nhá. Hôm trước em còn đang sale ở trên này là 129 đấy. Đây 99k nhá, cực kỳ đẹp. Rộng bao nhiêu cân cũng mặc vừa, cực kỳ xinh. Cực kỳ xinh nhá. 99k nhá, ai lấy comment cho em áo là 99k nhá. 99k nhá, cực kỳ xinh luôn này. Cực kỳ xinh. Ai lấy sọc trắng? Coi sọc trắng đen ý. Đây, sọc trắng đen đây nhá. Sọc trắng đen đây nhá. Đó, ai lấy comment cho em. Ai lấy một em xả cái váy 69, ok nhá, ok nhá. Mai chị xả cho nhá, mai chị xả cho em nhá. Đưa chị cái túi xả, chị xả luôn, xả luôn. Nó ở cái túi bóng trắng. Túi bóng trắng, ở đây có hai túi bóng trắng, có một cái. Ai lấy cái này comment cho em nhá. Ai lấy cái này comment cho em nhá. Em xả luôn mẫu này nhá, 59k nhá. Bán này, hôm trước em bán là 69, em xả luôn 59 nhá. Ai lấy váy này comment cho em 59k nhá. 59k len bông nhá. Đây, 59k len bông nhá. 59k len bông nhá. Ai lấy váy này comment cho em 59k nhá. 59k len bông nhá. Đây, cái này nó là cái chỉ thôi. Ai lấy comment cho em nhá, váy nhá, váy 59k nhá. Sale rẻ luôn váy 59k. Đây. Cần thì em mặc thử cho mọi người nhá. Cần thì em mặc thử cho mọi người nhá. Đó, chất cực kỳ đẹp luôn, 59k nhá. Này. Len bông 59k. Đó. Đây nhá, tiếp tục một em hàng của Zara này. Nó là Zara nhưng nó là nhái nhá, nó là nhái nhá. Nhưng mà em bao chất cái này luôn, tay phồng nhá, cái này là tay phồng nhá, cực kỳ xinh luôn á. Cái dáng này cực kỳ dễ mặc, nam nữ đều mặc được hết. Đây là chút nữa em lên một mẫu áo đôi nhá. Mọi người đừng thoát nhá, chờ em xíu để em lên mẫu áo đôi cho mọi người nhìn nhá. Chờ em xíu để em lên mẫu áo đôi cho mọi người nhìn nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đây nhá, một em áo kẻ này. Một em áo kẻ tay phồng nhá. Đây. Xinh chưa? Tay phồng kinh khủng luôn. À. Toàn kiểu Hàn Quốc thôi, em lấy toàn kiểu xịn xịn thôi. Đó. Cực kỳ đẹp nhá. 79k đi, 79k nhá. 79k nhá, ai lấy các mần kẻ đen cho em nhá. Kẻ đen trắng nhá, 79k nhá. 79k nhá. Ai lấy kẻ đen trắng này, các mần kẻ đen trắng 79k cho em nhá. Nam nữ đều mặc được. 79k chị nhá. Ai lấy các mần cho em 79k nhá. 79k kẻ nhá. Đây.
em tiếp tục lên mẫu kẻ. Đây là áo đôi nhá, đây là áo đôi nhá, đây là áo đôi nhá mọi người ơi, đây là áo đôi nhá, đây là áo đôi nhá. Ok nhá, ok Trân Nguyễn nhá, ok Trân Nguyễn nhá. Thực sự là ví dụ như bây giờ mà em để mai em ship hàng cho chị này cũng phải mất tầm 3-4 ngày mà chị mới nhận được ý. Thì đến nếu mà chị thích ship muộn thì em ship muộn cho chị cũng được. Còn em nếu mà không thì mạ chị chọn hôm nay thì mai ngày kia em qua cũng được. Để chị ví dụ như ship người ta gọi cho chị thì chị chỉ cần bảo là anh ơi em có việc đó, thì mai ship cho em là được mà, ok hết mà. Đây nhá, 79 nhá, 79 nhá, áo đôi nhá, 79k nhá. Hôm trước lấy cái váy kia xong ai hỏi cái váy nào cơ? Cái váy hôm trước lấy hai cái váy đúng không? Đúng ạ. Đấy, ai cũng hỏi. Hỏi còn hàng không? Cái đấy có mẫu ở trên Facebook không? Cái đấy nó cũng có nhiều nhưng mà hết sạch rồi, hôm trước khách đặt thêm nhưng không còn. Ok nhá, ok nhá, ok Trân Nguyễn nhá. Lấy cái nào cứ comment nhá. Đây nhá, 79k áo đôi nhá. Nam nữ đều mặc được nhá. 70 cân đổ xuống mặc vừa luôn. Mẫu này to kinh khủng luôn. 70 cân đổ xuống mặc vừa nhá, áo đôi nhá. Đó, 79k một em thôi. Chất cực kỳ đẹp. Chất cực kỳ đẹp luôn. 79k. Em lên áo hút đi cho mọi người nhá. Em lên áo hoodie cho mọi người nhé. Chín ca màu đỏ đen à? Đây đúng không? Đây đúng không? Đúng đi ok nhá, đúng đi ok nhá, Trân Nguyễn nhá, đúng đi ok nhá, Trân Nguyễn nhá. Ok Trân Nguyễn nhá. Ok Trân Nguyễn nha. Chị ơi em bị hack nick rồi mới vào xem được. Khổ thế Nhung Trương. Đây áo hoodie nhá. Đây là áo hoodie nhá. Lấy cái đen sock này nữa, 79 là cái nào em? Là mẫu nào nhỉ em nhỉ? Mẫu này, cái mẫu này chị cũng chả nhớ nữa. Hay là lấy Hương Nguyễn này cái nào thì chút nữa xem lại cái bạn xem lại livestream mới chụp màn hình cho chị nhá. Chụp màn hình cho chị nhá. Để chị gửi cho nhá. Đây nhá. Cái này siêu lẻ luôn nhá, 89k nhá. 89k một em hoodie nhá. 89k một em hoodie nhá. Chả ở đâu mà bán cái áo này 89k luôn, em nói thật luôn. Áo trắng hoodie ok. Tớ lấy cặp áo 79 ok nhá. Ok Trân Nguyễn này, lấy cả đôi à? Ok Trân Nguyễn lấy cả đôi à? 79k một 79k một chiếc nhá. Mà tớ lấy một cái được không shop? Được nhá. Ok Trân Nguyễn một cái nhá. Đây. Trân Nguyễn một cái. Ok Trân Nguyễn một cái nhá. Sơ mi trắng em có nhá, chị danh vô nhá. Ok ok Trân Nguyễn, ok Trân Nguyễn. Ai lấy hoodie trắng nhỉ? Hoodie trắng của Diệu Hương một cái này. Trong đây còn không nhỉ? Ok nhá. Hoodie trắng của Diệu Hương một cái nhá. Hoodie trắng của Diệu Hương một cái nhá. Hoodie trắng của Diệu Hương một cái này. Em ghi tên luôn ngoài. Còn ai lấy hoodie trắng comment cho em nhá. 89k thôi. Dẹp bèo luôn á. Em xả nốt nhá, để mai em về hàng nhá, không nhà chật quá rồi, không có chỗ mà treo nữa rồi. Giày kinh khủng luôn á. Giày kinh khủng. Cái gì? Áo hoodie 89. Đây. Hoodie này nhá, có hai màu nhá. Hoodie này có hai màu nhá. Cái túi này có 60.000 thôi. Eo thích hết. Đây,
Đây có hai màu nhá, màu mận và màu màu xám xám đậm đậm nhá. Đó. Sale rẻ luôn. Ai thích cái đấy nhá. Ờ. Mới về mà hôm trước, cái hôm đấy đã có rồi, nhưng mà bán được 4 cái rồi. Ừ. Hôm trước lạnh lạnh ấy. Bán ở trên live một cái, còn bán ở ngoài 3 cái. Sao em cứ bảo bị ăn à? Ồ đấy, không hiểu vì sao nữa, giờ này cái Facebook của chị nó bị ngu rồi sao ấy. Khách toàn bảo như thế thôi mà còn mà nó còn bị ẩn comment nữa cơ. Nghĩa là toàn bị out ra rồi, phải cứ bấm xem thì lại không xem được cơ, điên cực kỳ luôn. Không hiểu sao Facebook của chị giờ này nó bị lỗi cái bản quyền gì rồi ấy. À, Nga Trần ơi, chị ở đâu ạ? À? Nếu mà ship tỉnh thì tầm 35 chị nhá. Ship tỉnh thì 35 chị nhá. Còn nếu mà ship Hà Nội, quanh Hà Nội, Ninh Ta, Ninh Tinh ấy. 89 chị nhá. 89k hoodie nhá. Hoodie 89k có hai màu này. Cái màu này xinh này, cái màu này xinh này. Ai lấy màu này là màu màu gì? Như ta kia bị mù màu. Một rêu nhá, rêu đậm nhá. Ai lấy màu này comment một rêu đậm nhá. Còn ai lấy màu này comment màu tím cho em nhá. 89k nhá. Xinh cực. Nó dễ mặc. Mặc mấy cái áo này mà nóng luôn mọi người ạ. À. Có đồ gì cưng cưng được không? Đồ cưng cưng nhiều lắm. Áo xám nhá. Ai lấy xám comment xám nhá. Đây. Xám nhá, 59k nhá. Ai lấy xám comment xám 59k cho em. Này. Khở vai nhá. Cho em tí em mặc khở vai cho mọi người nhìn. Đây nhá. Kẻ nhá. 89k nhá. 89k kẻ nhá. Đây. 89k kẻ, mọi người bằng lệch vai cũng được. 89k kẻ nhá. Ai lấy kẻ comment kẻ 89k cho em. À đồ ngủ ngắn ý. Đồ ngủ ngắn còn một còn mấy bộ nhá. Đấy em sale nốt đồ, em sale nốt bộ đồ ngủ nhá. Em quên mất. Sale luôn bộ đồ ngủ nhá, chờ em suốt. Quên mất đấy, cứ nãy bảo sale rồi này, mọi người bảo lại áo lại quên mất. Đây. Bộ Adidas nhá. Adidas sale rẻ luôn nhá. Ai lấy 2 bộ thì là 100, ai lấy lẻ 1 bộ thì là 55.000 một bộ. Đây. Bao chất luôn, bên trong này may đẹp hơn bên ngoài luôn á. Cực kỳ cẩn thận luôn, 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ nhá, Adidas nhá. Em xả luôn hàng hè cho mọi người nhá, cực kỳ đẹp luôn. Mặc thử quần cho coi luôn nha. Cái bộ này có size nhá, bộ này có size nhá mọi người ơi. Đây. Cái quần này cực kỳ xinh luôn. Quần cực kỳ xinh luôn. Chả biết cái size này là size gì nữa, em xem nào. Cái này size M nhá. Cái này là size M nhá, bộ em đang mặc là size M nhá. Đó. 55.000 một bộ. Này. 55.000 một bộ nhá. À lấy 2 bộ còn có 100.000 thôi. À hết màu rồi, có màu đen, có màu đỏ. Màu đen, màu đỏ, nhưng màu đen, màu đỏ hết mất rồi. Chỉ còn màu xám thôi nhá. Chỉ còn xám thôi nhá. Đây nhá, chỉ còn một màu, chỉ còn một cái màu xám xám thôi nhá. Ai lấy xám comment xám cho em. Áo kiểu, em lên áo kiểu cho mọi người nhá. Em lên áo kiểu cho mọi người nhá. Ok, Harry Fan lấy 2 bộ nhá. Harry Fan lấy màu, có lấy size gì nhỉ? Em xem nào, Harry Fan lấy size M đi. Ok nhá, Harry Fan lấy 2 bộ nhá. Này, em biết chị hàng ngoài 2 bộ đi. Để mai tìm sau, chị giờ chả tìm được. Lên áo kiểu cho mọi người nhé. Có ai thích áo khoác không? Có ai thích áo khoác ngoài không?
thế thì size M thôi em ạ. 42 thì mặc size M thôi em nhé. Mày cứ lành quẳng trước cái bàn thờ đi Buôn ạ. Cái này chưa có người mua. Cái đấy sale của nó ok, Harry fan rồi nhá. Ok, Harry fan rồi nhá. Đây, em sẽ like cái áo này cho mọi người nhá. Cái áo này em còn 170 với 480 là bao nhiêu cho? 520, à 550 à? 550 đúng không? Đây nha. Đây nhá, 99k nhá. 99k nhá. Ai lấy màu này cảm ơn cho em 99k nhá. Nó là bông nhá, nó là bông nhá. Đây này, bông xốp này. Bông xốp nhá, 99k nhá. Ai lấy cảm ơn cho em 3 màu này. 3 màu, em lấy cái túi đỏ cho ạ. Cái túi kia chỉ có không vừa đâu. Cái túi đỏ, đây nhá. Ảnh mẫu em nó không có, em toàn like thôi. Đây nhá. Đây là xanh này, đây là đen này, đây là xanh than nhá. Đó, ai lấy các mừng cho em 99k một con đây nhá. 99k một con đây. Em mới đi sửa về đây này. Mới sửa lại đấy. Mới đi làm được có 5-6 hôm thôi. Nó mới làm lại luôn, thế mà nó cũng không lại lắm nhá. Em mới làm 5-6 hôm em like luôn à. Em còn chưa cắt chỉ này. 1-2 hôm bà đã bóc rồi. Rồi 1-2 hôm em về em like luôn. Không ai lấy áo này, áo này đẹp mà. Đây nhá. Một áo này nhá. Một áo này nhá. Hôm trước có một cái đơn lưu, thế là lâu hơi lâu lâu em xả đây nhá. Nhũ nhá, nhũ nhá, nhũ nhá. 65k. Ai lấy em này cảm ơn cho em 65k nhá. 65k nhá. Ai lấy cảm ơn cho em 65k. Ai lấy nâu cảm ơn nâu 65k cho em nhá. Còn có một con thôi. Này. 65k nhá. Ai lấy cảm ơn cho em nâu nhá. Nâu cổ 2 phân, không được cổ 3 phân đâu nhá. Cái này 2 phân thôi. Đây nhá, 65k nhá. Ai lấy cảm ơn cho em 65k. Chị về qua đây muộn đấy. Có áo nón. Không chứ, chị đến buổi chiều chiều. Cái áo này thì em chỉ còn màu này thôi nhá. Hết sạch rồi. Hôm trước là khách bỏ ra nên em lấy lại cái này thôi. Em xả nốt thôi. 65k nhá. Để mắt dậy vậy. Bún ơi, đi vào. 75k nhá. 75 nhá. Ai lấy áo này comment áo 75 cho em. Áo 75 nhá. 630. 630. Áo 65 nhá. Ok, Kelly Quỳnh ạ. Em like bộ nhá. Kelly Quỳnh 65 nhé. Ai lấy cái này comment em 75 nhé. Hồng 75 nhé. Kẻ hồng 75. Áo len motogi mỏng nhé. Len motogi dáng mỏng 65k nhé. Hoodie ạ. À? Oh, hoodie vừa like xong. Hoodie vừa like xong.
65k nhá. Lên một tư ghi mỏng. Mẹ à, ok mèo lười, mèo lười, chị mèo lười cho em xin số điện thoại nhá. Chị mèo lười cho em xin số điện thoại nhá. Này, xinh cực. Cái này mà mặc đóng thùng thì xinh ơi là xinh. Chị mèo lười cho em xin số điện thoại nhá. Em giơ lại nhá, em giơ lại cho Kim. Em giơ lại nhá. Em giơ lại cho chị cho chị gì nhỉ? Candy Quỳnh mẫu đó là sao em? Đây nhá. 65k em phải cho vào cái mắt rồi mới nhìn được. Cái này hôm trước em mặc lên yêu ơi là yêu. Cái này về một nô. Về một nô 50 con hết sạch rồi, làm gì còn nhiều đâu. Cái này về nhá, em có màu trắng, màu hồng, màu trắng, màu hồng, màu nâu với màu gì nhỉ? Em có màu đen, trắng, hồng, nâu, cái gì có bốn màu ấy, em không nhớ nữa. Ok mèo lười nhá. Ok mèo lười nhá, đây nhá, áo này nhá. Candy Quỳnh, lấy thì comment cho em nhé. Lấy thì comment cho em nhé, 65k lại nhé. Lấy thì comment lại cho em nhé. Em giơ lại áo hoodie nhá. Em giơ lại áo hoodie nhá. Em giơ lại áo hoodie cho chị Kim Thu Đoàn nhá. Áo hoodie nhá. Đây. Một em áo hoodie màu trắng này. Áo này em mặc rồi nhá. Ok Candy Quỳnh 65. Đây nha, em giơ lại áo màu trắng, em giơ lại nhá. À hết rồi, em hết rồi chị Trâm Nguyễn ạ. À. Cái áo sọc mà áo sọc hoodie em hết rồi, cái áo sọc có mũ chị. Cho em xem lại áo trắng tay lỡ vừa nãy. Đây nhá, áo trắng tay lỡ nhá, áo trắng bộ đi ạ. À. Chờ em xíu nhá, chờ em xíu em lên bộ. Bộ nhà em thì bộ cái mấy cái bộ thể thao thì hết rồi, chỉ còn bộ nỉ nhá, chỉ còn bộ nỉ và bộ pyjama nhá, bộ lụa pyjama nhá. Đây nhá, áo 65k trắng nhá. Đây, lại gần cho mọi người nhìn chất nhá. Lại đây, chất đây. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái này dáng là dáng len Motogi. Cái len Motogi thì mọi người biết rồi đấy, chất cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cái này phải mặc đóng thùng mới xinh nhá, không mặc đóng thùng nó không xinh. Đây nha, em mặc nốt cái mẫu này cho chị Thu Đoàn nhá. Em mặc nốt cái mẫu này cho chị Thu Đoàn nhá. Rồi em sẽ like bộ nhá. Đây nha, em mặc nốt cái mẫu này lại cho chị Thu Đoàn nhá. Cái này là có 3 màu, cái này có 2 màu này, có 3 màu nhưng mà màu trước có cái màu tím đậm hơn ấy, nhưng mà hết rồi. Rồi chỉ còn màu này thôi nhá, chỉ còn màu này. Bộ thể thao em hết mất rồi, khách đến cửa hàng mua hết sạch rồi. Trang ơi, mình cho chó đi đá gì đấy. Đi nhanh rồi về nhá. Đây nhá, 89k nhá. Hút đi 89k nhá, em like lại nhá. Hút đi, đi vào. Mà cho nó đi, đái đi ở gì cả. Hút đi 89k nhá. Ai lấy màu rêu, comment rêu em like lại một chút nhá. Ai lấy màu rêu này, comment màu rêu này. Ai lấy trắng này, comment trắng cho em này. Cái màu này thì có cả cái màu tím nữa nhá. Đó. Bộ lỉ chị ơi, ok bộ lỉ luôn. Nó đi đâu rồi? Trời là có cây, rồi gọi nó về, gọi Bun. Quát nó về. Bun ơi đi nào. Đây nhá, ai để trắng comment trắng 89k, siêu rẻ luôn 89 nhá. Siêu rẻ luôn 89, mọi khi em đang bán 99 đấy. Có xích cái này Trang ơi. Nó mà không nghe, mình không nghe cái xích cái mà đi. Ok em lên set luôn nhá. Ok em lên set nhá. Ok, Kim Thu Đoàn trắng à. Chị xích không? Đồng ơi, Bun. Nhanh lên cho chị có bán hàng. Có dở người này. Ok, Kim Thu Đoàn trắng nhá. Em hết trắng nhá, hết sạch trắng rồi nhá. Em hết sạch trắng rồi nhá. 89k. Nhanh lên cho chị có lấy bộ nào. Đứng lại. Đi. Mày vào sổ vào mày chết đủ. Nhanh lên.
cho gốc cây, cho nó gốc cây. Váy á, em nên xét trước nhá, rồi còn tí còn bao nhiêu thì em lai váy nhá, tại vì váy nhà em cũng hết rồi, khách vừa vào lấy ba cái váy rồi. Đây có ai thích bộ này không? Có ai thích bộ này không này? Bộ đây là váy nhá. Đây là váy len này, bộ len nhá. Bộ len bông nhá, cái này là bông nhá. Đây có hai màu này. Có hai màu nâu này. Đó, đây là màu nâu này, đây là màu sữa nhá. Màu nâu và màu sữa. Bộ này nhá, bộ này là sale 149 nhá, sale rẻ nó 149, hôm trước bán 179. Hôm trước bán 169. Đây cái bộ này thì hôm trước em mặc rồi này. Ai xem livestream của em thì biết em mặc bộ này là cực kỳ xinh luôn. Đây trên váy len nhá. Sale luôn 149, sale rẻ luôn, kịch sàn luôn. Khách đến shop cũng không bao giờ mua được cái giá này luôn, em nói thật. Khách đến shop vẫn mua nguyên bản 320.000. Đó. Bộ nỉ nhé. Bộ nỉ bao chất, nhận không ưng trả hàng cho em. Chất cực kỳ đẹp, mềm như lụa luôn. Cái mấy cái bộ nỉ này nhá, em bao chất cho mọi người nhá. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng cho em, không ưng, không đúng chất trả hàng cho em. Đó đã không? Mình vứt ra ngoài đây. Đây nha, màu xanh nhá. Màu xám nhá. Có ai thích pyjama lụa không? Có ai thích bộ lụa không? Có ai thích bộ lụa không? À mấy cái bộ này thì là em sale rẻ luôn nhá. Sale rẻ luôn nhá. 109.000, 109.000 một bộ. Bộ lì là 109.000 một bộ nhá. Bộ lì là 109.000 một bộ nhá. Bộ lì là 110.000 một bộ. Đây nhá. Đây nhá, bộ này nhá. Bộ lụa hàng cao cấp nhá. Bộ lụa hàng cao cấp nhá. Bộ lụa hàng cao cấp nhá. Xinh chưa? Màu đẹp chưa? Màu đẹp chưa? Màu cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nè. Đây là bộ chai leo nhá. Đẹp chưa? Bộ lụa này thì là 120.000 nhá. 119.000 một bộ. Bộ ngắn tay này thì em sale rẻ luôn. Bộ đỏ ngắn tay này thì em sale rẻ luôn. 109.000. Đi vào. Đây là bộ đỏ ngắn tay nhá. Cái chất của nó đẹp lắm mọi người ạ. Cái chất đẹp kinh khủng luôn. Bộ đỏ ngắn tay này thì em sale rẻ nhá. Bộ đỏ ngắn tay này thì em sale rẻ nhá. Sale rẻ nhá. 110.000 nhá. Ok, chân váy này. 110 nhá. Cái bộ lụa này đẹp lắm, không phải hàng phi bóng đâu nha mọi người. Là không phải hàng phi bóng đâu. Cái này là em đang mặc quần, mặc cái váy bên trong nó cứ phồng phồng cái két thế. Đây này. Đây, em đứng cho mọi người nhìn chất nhá. Nó không phải là hàng phi bóng đâu nhá. Chất đẹp lắm. Qua mẫu à? Ok nha, em qua mẫu nhá. Mọi người thích like gì nữa nào? Trừ váy ra mọi người thích like gì? Váy em hết cần hết mẫu rồi, còn ít lắm, không muốn like cho mọi người đâu. Tại vì váy nó còn ít mẫu, lười like cho mọi người đâu. Mọi người thích gì nhỉ? Giờ mọi người thích gì em like. Lại còn áo len nhá. Em like áo len nhá, tiếp tục áo len nhá. Thích váy à? Em lai áo len nhá. Chân váy à? Ok chân váy đi. Ok chân váy đi. Nãy giờ bận giờ mới ra xem được đây nhá.
Đây nhá, trước khi live váy thì em tặng mọi người cái áo này nhá. Tặng mọi người cái áo này, nó cái hôm trước em vận chuyển ấy. Đó, nó là bị rơi cái áo này, nó bị rơi cái áo này trước cửa, nó bị bẩn mất một tí đây này. Nó bị bẩn mất một tí ở đây em tặng nhá, tặng 0 đồng nhá. Tặng 0 đồng nhá. Tặng 0 đồng nhá. Tặng 0 đồng nha, nó bị bẩn mất một ít đằng trước, về giặt đi cho em. Đó, ai muốn ấy áo này nhá thì comment nhá. Tặng 0 đồng nhá. Tặng 0 đồng nha, nó bị bẩn một tí đằng trước thôi. Tặng 0 đồng cho em nhá. Cái này to lắm mọi người ạ. Cái phong này phong to. Phong này phong to. Đây này, nó bị bẩn một ít đằng trước rồi này. Tặng 0 đồng cho em nhé. Tặng 0 đồng nhé. Đây nha, nó bị bẩn đấy mọi người nha, nó bị bẩn đây này. Hôm trước nó bị rơi ở trước cửa ấy. Hàng về hôm đúng hôm, cái hôm mà dội cửa bị bẩn đúng ở cái vết cửa. Chắc là em nghĩ là giặt được đấy, nó bị bẩn thôi nhưng mà giặt được chứ không phải là vết ố. Kim thu đoàn có đơn nhá. Ok, Kim thu đoàn nhá. Ok nhá, tặng cho Kim thu đoàn nhá. Tặng cho Kim thu đoàn nhá. Kim thu đoàn. Mất cái túi bóng ấy, nó bị bẩn ở đằng trước rồi. Mọi người có muốn tặng tiếp không? Mọi người có muốn tặng tiếp không? Em tặng tiếp nhá. Tặng tiếp nhá. Mất công từ nãy giờ mọi người ngồi xem em tặng tiếp một mẫu đi nhá. Tặng tiếp cái mẫu màu hường nhá. Màu hường nhá. Này. Tặng tiếp mẫu màu hường nhá. Bọn em màu hường nhá. Ai lấy mẫu này comment cho em nhá. 19k nhá. Ai lấy comment cho em tặng 19k nhá. Ai lấy mẫu này comment cho em tặng 19k. Ai lấy mẫu này comment cho em tặng 19k nhá. Tặng 19k áo khoác nhá. Tặng 19k áo khoác nhá. Đó. Ai lấy mẫu này comment tặng 19k áo khoác cho em. Nhân bông. Nhân bông này. Tặng 19k áo khoác nhá. Tặng 19k nhá. Tặng 19k áo khoác nhá. Tặng 19k áo khoác nhá. Đó. Cực kỳ xinh, mọi người về thích thắt thêm cái dây nữa không thôi. Tặng 19k áo khoác nhá. Nhung Trường có đơn chưa? Áo bao nhiêu? 9k. Huyền Trần có đơn chưa? Huyền Trần. Huyền Trần có đơn chưa? Tại vì lúc nãy lên áo hoodie à? Lên áo hoodie tiếp à? Ok nhá, tặng Nhung Trương nhá. Tặng Nhung Trương áo 19k nhá. Ok, tặng Nhung Trương áo 19k nhá. Lên áo hoodie tiếp à, em xem còn áo hoodie không á. Hiện tại hoodie nhà em không còn rồi. Hoodie nhà em hết sạch rồi. Hút đi em hết rồi, em lên áo len nhá, em lên áo len cho mọi người nhá. Em lên áo len cho mọi người nhá. Trang mày xem là Việt Nam thắng hay thua chưa? Mày xem bọn tao xem là Việt Nam thắng hay thua đấy. Ok Nhung Trương nhá, đây nhá, một em áo vàng nhá. Áo vàng có hai màu nhá. Áo này em có 3 màu, màu đỏ, nhưng mà màu đỏ hôm nay em mới chuyển đơn rồi, mới đi rồi, hết sạch rồi. Có 2 màu nữa nhá, còn 2 màu, màu xanh và màu vàng nhá. 79k nhá. Em sale rẻ kịch rẻ luôn, áo len làm gì có áo len nào như thế này mà 79k luôn. Đây, làm gì có áo len nào như thế này 79k không? 79k. Xinh ơi là xinh, sáng ơi là sáng, cổ này mặc cực kỳ sang luôn. Đây, cổ mặc cực kỳ sang 79k. Kiếp rẻ kinh khủng luôn á. Tú Anh Đào, ok Tú Anh Đào một len vàng ạ. À. Ai lấy vàng comment vàng tiếp nhá, ai lấy vàng comment vàng nhá. Chưa vô chán nào hết chị ơi. Thế à? Việt Nam nó mà thắng chắc ấy đấy mất. Chắc lại tắc đường mất thôi. Đấy, ở nhà livestream mà vẫn biết kết quả. Yêu thế. À
Ai lấy vàng comment vàng cho em nhé. Ai lấy vàng comment vàng cho em nhé. Cái nó vàng thì mình còn mấy cái cơ. Ai lấy xanh nhá, em siêu rẻ nhá. Ai lấy xanh em siêu rẻ nhá. Ai lấy xanh em siêu rẻ nhá. Áo form rộng, đây là form rộng nhá. Đây là form rộng nhá. Đây là form rộng nhá. Ai lấy xanh em siêu rẻ nhá. Lại cái kia là bao nhiêu? 79 à. Cái này 75.000 nhá. 75.000 nhá. Ai lấy hai cái xanh nhá. Ai lấy hai cái xanh em bán 70.000. Ai lấy hai cái xanh em bán giá 70.000 nhá. 70.000. Đó. À, vàng thì hiện tại là em cũng hết rồi đấy, em còn 1-2 cái thôi. Đó. Lộng lắm không chị? Đây, em này em 46 cân nhá. Em 46 cân. Em 46 cân nhá. Đây nhá. Vàng 79 nhá. Vàng 79 nhá. Xanh em siêu rẻ vì xanh em còn cũng còn nhiều. Đó. Xanh em siêu rẻ nhá. Đây, 75.000 một cái. Ai lấy hai cái còn 70.000. Ai lấy hai xanh còn 70.000 nhá. Ai lấy hai xanh còn 70.000. Có màu trắng không bạn? Rộng quá em mặc không vừa, tiếc quá. Cái này mặc rộng rộng một chút cũng xinh. Cái này mặc rộng rộng một chút cũng xinh. Thật ra cái màu xanh này nó cũng đẹp, ở ngoài nó cũng đẹp nhưng mà ít, thực ra nhiều người kén cái màu xanh này ý, tại vì nhiều người ví dụ như ai da hơi tối màu một chút thì mặc màu xanh nó hơi tối. Đó. Còn riêng cái màu vàng thì nó lại dễ mặc. Này, màu vàng này. Đó nhá. Ai lấy comment cho em 75k nhá. Còn lấy hai cái thì là 70.000. Cái len này cực kỳ đẹp á. Cái này mặc hai kiểu, kiểu giấu quần hoặc đóng thùng đều được. Em lại tiếp mẫu khác nhé. Đây. Một em áo xẻ nhá, một em áo xẻ nhá. Còn đúng một cái nhá, một cái duy nhất. Ai chưa kết bạn với em ấy, ai chưa theo dõi em ấy thì kết bạn với em nhá. Để mỗi lần em livestream ấy, đó bây giờ em nói lại nhá. Mai này, muộn nhất là ngày kia sẽ về nước hoa và về son. Mỗi ngày em sẽ tặng 30 đến 50 thỏi nhá. Thỏi son nhá. Hôm nay ai nhận được 30 thỏi son, hôm nay mà tặng khoảng 30 thỏi son rồi đó. Đó, hôm nay ai nhận được thì nhớ inbox địa chỉ cho em nhá. Mọi người phải nhớ kết bạn với em để mỗi lần em livestream em thường thường em hay tặng đầu like. Em hay tặng đầu like, thường thường mỗi đầu like em sẽ tặng là tầm 30 thỏi đến 50 thỏi. Đó, trừ khi nào hết hàng thì em chỉ tặng tầm 10 đến 20 thỏi thôi, còn em toàn tặng nhiều thôi đó. Đây là mọi người cố gắng kết bạn với em nhé, để mỗi lần mà em livestream thì mọi người được nhận quà. Cái son này em không bán xỉ, chỉ lấy về tặng thôi, Đây nha, áo xanh nhá. Ai lấy áo xanh comment áo xanh cho em. Áo xanh nhá, 89k. Áo xanh kiểu nhá, 89k. Thực sự là còn rất nhiều mẫu nữa cơ, nhưng mà em thực sự là chưa có thời gian like cho mọi người. Này. Đây nhá. Áo này xinh này. Chất len đẹp kinh khủng luôn. Này, chất len bông đẹp kinh khủng. Đây. Cái này tầm 70 cân đổ về với mặc vừa nhá. À, 70 cân đổ xuống với mặc vừa nhá. Em xin lỗi, 70 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Đó. Sale rẻ luôn nhá. Sale rẻ luôn 89k nhá. Ai lấy trắng comment trắng bông cho em. Trắng bông cho em 89k nhá. Cái này mà mọi người mặc thêm cái áo sơ mi bên trong, hoặc là cái áo sơ mi cổ trắng bên trong ấy, giả ấy, áo cổ giả ấy, có cái cổ giả ấy, cực kỳ đẹp luôn. 89k nhá. Này. Len này. Len bông này. Cực kỳ đẹp luôn á. Này. Cái này là size S nhá. Áo này, áo chuẩn hãng luôn, có size luôn. Size S nhá. Size ở vệ luôn á. Cái này là hàng xuất dư nhá. Màu đen em này không có rồi, Thu Yến ạ. Nó là hàng xuất dư đấy, tại vì nó về ít lắm. Hàng xuất dư thường thường nó chỉ thi thoảng nó về mẫu cho em tầm 2-3 con thôi, chứ nó không về nhiều à. Ok, chip Phạm cho em xin số điện thoại nhá. Ok, chip Phạm cho em xin số điện thoại nhá. Đây, một em kẻ này. Một em kẻ trắng này. Kẻ trắng nhá. Đây là kẻ trắng len nhá. Đây. Kẻ trắng len nhá. 89k luôn. Cực kỳ đẹp, kẻ trắng len nhá. 89k cực kỳ xinh luôn. Kẻ trắng len nhá, 89k cực kỳ xinh.
Đây nha. Mọi người ơi, cho em xin số điện thoại nha, để em cho đơn nha. Có cả số điện thoại nhé. Ok chị Phạm nha, ok chị Phạm nhé. Mày có con cà vẹt hôm nay sao? Chị Trang Trần, chị Trang Trần đầy áo này thì cho em xin số điện thoại nhé. Những ai ví dụ như mà mai muốn xả cái gì thì cứ comment xả, thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em nhé. Nhắn tin vào Facebook cho em nhé, là xả nhá. Em ok xả hết nhá. Chứ đừng đơn là em gửi đi rồi xả của em ấy thì cực kỳ khổ em luôn, cực kỳ em lại mất tiền ship đấy, cực kỳ thương em nhé. Thương em thì đừng, thương em thì ví dụ như bây giờ mai ví dụ mọi người lấy cái áo này, mai mọi người không thích thì mọi người nhắn tin cho em, chị ơi là áo này mặc hơi rộng chị xả của em, ok em xả hết. Hoặc mọi người đang vừa lấy xong mà xả trên live em ok luôn. Nhưng mà cái đơn của em đi rồi ý, thì mọi người cố gắng là đừng xả của em nhé. Thương em thì đừng xả em nhé. Đó. Em tại vì cái tiền ship đi về, tiền ship đi này, tiền ship về này, ví dụ như cái đơn hàng nó nhẹ nhẹ ấy, tầm 3-4 lạng không sao ấy, nhưng mà ví dụ như cái ship cái mùa đông này này, đồ mùa đông nó lạng tầm hơn 1 cân ấy, ship đi ship về em đã mất hơn 40.000 rồi. Và bán áo trả lãi bao nhiêu nữa cơ? Trang Trần ok nhá, em sẽ dồn đơn cũ cho chị Trang Trần nhé. Có áo màu đen không ạ? À, em có màu đen nhé, em lên màu đen nhé. Đây ai lại? Áo này 89k lên nhé. Áo này lên 89k nhé. Size L nhé, áo này size L nhé. Hay size nhỏ em hết rồi nhá. Ai lấy đâu? Nhưng mà đâu Trang Trần lấy áo trắng đúng không? Ừ đúng rồi. Quên mất Trang Trần dồn đơn. Trang Trần dồn đơn quên mất. Trang Trần dồn đơn. À đây nhá. Em lên một cái áo này nhá. Em lên một cái áo này cho mọi người nhá. Em lên một cái áo này cho mọi người nhá. Áo này áo hàng xuất dư đấy. Áo này là áo hàng xuất dư đây nhá. Có áo tay lõa rộng rộng. Em có chị nhá, em có chị nhá. Đây nhá. Cái áo này em nói trước nhá, là nó đây này. Cái len của nó là như thế này nhá, cái len của nó là như thế này nhá, chứ không phải là nó bị xù đâu. Cái chất len của nó là như thế này nhá, không phải bị xù đâu. Cái này là size, cái này là size S nhá. Áo này là áo size S, cỡ 3 size S này. Áo này về không có mà bán luôn. Hôm trước khách xả, cái này hôm trước khách xả của em. Hôm trước khách xả của em, hôm nay em xả luôn. Áo này cực kỳ xinh, mặc cực kỳ sáng da luôn. Cái gì? Cái đi quỳnh này cái gì? Đây nhá. Thấy như Việt Nam vào rồi hay sao ấy. Tay bồng nhá, tay bông nhá, tay bồng nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. Đó, nó là hàng xuất dư. Nó là hàng xuất dư. Nó là hàng xuất dư. Đây nhá, mọi người mặc lệch vai cho em. Cái kiểu này phải mặc lệch vai mới xinh. Không mặc lệch vai không xinh. Thật. Mấy cái kiểu kim sa lấp lánh này mọi người mặc điệu điệu cho em một tí cực kỳ đẹp luôn. Mặc điệu điệu một tí cực kỳ đẹp 89k luôn nhá. Sale rẻ luôn 89k. Đó, ai lấy comment cho em 89k nhá. 89k nhá. Hình như vào rồi. Hình như vào rồi. Đây nhá, ai lấy áo này comment áo 89 cho em nhá. Ai lấy áo này comment áo kim sa 89 cho em nhá. Kim sa 89 nhá. Nó không dày lắm đâu nhưng mà chất cực kỳ đẹp. Bao chất hoàn toàn luôn. Nó là size L. Em xin lỗi. Áo này là size L. Việt Nam vào thật rồi. Vô thật rồi, thôi chết rồi. Tối nay đi chơi thôi, ra nhanh nhanh để tối đi chơi. Đây nhá. Đây. Đây em sẽ tặng một cái áo này không đồng nhá. Tại vì Việt Nam vào rồi em sẽ tặng không đồng nhá. Em sẽ tặng không đồng áo này nhá. Cho ai comment nhanh nhá. Tặng không đồng nhá. Tặng không đồng, tặng không đồng, tặng không đồng. Tặng không đồng nhá. Tại vì Việt Nam vào rồi một quả rồi nhá. Em sẽ tặng không đồng áo này nhá. Đó nãy vừa like xong. Vừa like 65k xong. Ai comment nhanh nhá. Ai comment nhanh cho em nhá. Tặng áo không đồng kèm số điện thoại cho em. Tặng áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Ai comment đủ các bước nha, tặng áo không đồng kèm số điện thoại, tặng áo không đồng kèm số điện thoại. Em nhìn thấy ai đầu tiên em mới tặng, em nhìn thấy ai có số điện thoại đầu tiên em tặng, em nhìn thấy ai có số điện thoại đầu tiên em tặng, em nhìn thấy ai có số điện thoại đầu tiên em tặng. Ok ok, hằng mít hằng mít hằng mít hằng mít hằng, quả mít hằng nhá, quả mít hằng. Ok ok, mít hằng nhá, mít hằng nhá. Đấy mọi em bảo rồi, mọi người cứ bình tĩnh comment cho em thêm một cái số điện thoại, không mất bao nhiêu thời gian, không mất bao nhiêu thời gian. Mà mọi người comment toàn comment tặng không đồng thôi à, phải comment cả số điện thoại cho em ok nhá. Quả mít hằng nhá. Mít hằng cố gắng chốt cho em thêm 1-2 sản phẩm nữa để em gửi kèm cái đơn tặng này nhá. Ok mít hằng nhá.
Mít hàng nhá. Mọi người có muốn tặng nữa không? Mọi người có muốn tặng nữa không? Mọi người có muốn tặng nữa không nhỉ? Mọi người có muốn tặng nữa không? Có ai muốn tặng nữa không? Em qua shop lấy đồ được. Ok mít hàng. Thế qua nha. Thế qua lấy nhá. Đỡ phải mất tiền ship. Tặng tiếp một áo này này nhá. Lên phố bão. Một lúc nữa. Đây nhá, ok, ok, một áo xanh len bông này, một áo xanh len bông này. Một áo xanh len bông nhá, cái len này mọi người đóng thùng cho em. Ok, tặng cho em. Tặng cái áo này cho em nhá. Tặng áo này cho em, tặng 19k áo này cho em. Đây, tặng 19k áo này cho em. Áo này đang bán là 175 đây, áo này đang bán 175 đây. Tặng luôn 19k nhá, tặng áo xanh này 19k sinh cực len bông. Đó là len bông nhá, đây này, len bông này. Không có cái cặp mà đóng cái này vào. Tặng áo xanh phải có cả số điện thoại cơ. Có cả số điện thoại em mới tặng nhá. Tặng áo xanh 19k kèm số điện thoại cho em. Tặng áo xanh 19k kèm số điện thoại cho em nhá. Tặng áo xanh. Tặng áo xanh 19k kèm số điện thoại cho em. Đây nhá, em xem ạ. Em xem ai nhá, em xem ai nhá. Em xem ai có. Em xem ai comment số điện thoại đầu tiên em sẽ tặng nhá. Em xem ai có số điện thoại đầu tiên em sẽ tặng. Ok, tặng Phượng Thanh. Ok nhá, ok, chị Phượng Thanh có số điện thoại đầu tiên nhá. Tặng Phượng Thanh, Phượng Thanh 19k. Tặng Phượng Thanh 19k nhá. Thôi nhá, hết tặng nhá. Hết tặng nhá. Tặng nhiều quá. Khi nào Việt Nam lại vào tiếp em lại tặng tiếp. Việt Nam mà vào nữa em lại tặng nữa nhá. Việt Nam mà vào nữa em lại tặng nữa. Việt Nam vào thêm một quả nữa em tặng 3 cái áo nữa nhá. Đây. Một... chết chết mất thôi. Vừa live stream còn vừa xem bóng đá nữa. Vào tiếp rồi ấy ạ. Trang. Vào tiếp chưa? Vào tiếp chưa nhỉ? Vào tiếp chưa nhỉ? Thôi ốm hết người mất. Đây nhá, tặng áo này nhá, tặng áo này 79k nhá. Hai trái luôn đi à? Hai trái luôn à? Ok tặng nhá. Ok em bán nốt áo này, em bán nốt áo này rồi em sẽ like tặng tiếp nhá. Đây chờ em một xíu. Đó, like nốt mấy cái áo tặng rồi đi chơi ạ. Like nốt mấy cái áo tặng rồi đi chơi nhá. Đây, 79k nhá, 79k nhá. Đi vào nhà bun. 79k nhá. 79k nhá. Ok, like nốt mẫu này em lên mẫu tặng. Like nốt mẫu này em lên mẫu tặng nhá. Đây nhá. Ai lấy mận comment mận cho em 79k, mận 79k. Đi vào. Bảy chín k nhá. Ok lên mẫu tặng đi vào bùn. Bùn. Bước vào. Đi vào nhà đi. Ok nhung chương 79k nhá. Ôi cái chất này đẹp kinh khủng luôn ấy. Cái này đẹp lắm ấy. Trong nhà của cái mới tí nữa chị đấy. Ok nhung chương 79k nhá. Đây. Đây đây, đây đây đây, chân váy nhá. Chân váy nhá, chân váy nhá. Em tặng chân váy nhá được chưa? Em tặng chân váy nhá. Tặng chân váy 39k nhá. Tặng chân váy 39k size S nhá, cái này size S nhá. Size M, cái này có size S và size M. Ai lấy size nào comment cho em. Ai lấy size nào comment cho em. Đi đi cả dép vào nhá. Đây nhá. Đây nhá, ai lấy chân váy comment chân váy cho em. Ai lấy chân váy tặng comment chân váy tặng cho em. Đang bán 99 sale tặng luôn. Sale tặng luôn, sale tặng luôn. Sale tặng luôn chân váy nhá. Sale tặng luôn chân váy nhá. Em tặng nốt chân váy cho đủ bộ đây. Chân váy đây. Ok, ok. Tặng chân váy nhá, tặng chân váy 39k cho ai nào? Cho ai nào? Đây nhá, tặng hai cái chân váy nhá, tặng hai cái chân váy 39k nhá, được chưa? Tặng hai cái chân váy 39k nhá cho một chị nào nhỉ? Cho chị có khi nào em hạnh phúc một cái nhá. Có khi nào em hạnh phúc một cái. Đó, tặng tiếp một chị nữa nào. Tặng tiếp một chị nữa, tặng tiếp một chị nữa. Tặng tiếp một chị nữa, ok, ok. Tặng xem ai, tặng ai nào. Tặng cho Mít Hằng một cái nhá. Tặng cho Mít Hằng một cái. Mít Hằng một cái nhá, Mít Hằng một cái này. Mít Hằng một cái. À, Mít Hằng đấy tặng cho em. Mít Hằng đấy tặng cho.
Thế thôi, nhựa mít thằng không không tặng cho mít thằng này nhá, không tặng cho mít thằng nữa. Tặng cho Harry Phạm nhá, tặng cho Harry Phạm đi. Mít thằng này được tặng rồi, nhường cho người khác nhá. Đó, tặng cho hai chị nhá, tặng cho hai chị 39k nhá. Có khi nào em hạnh phúc một cái này. Đó, tặng cho chị Harry Phạm một cái. Harry Phạm một cái, hai cái hết luôn nhá. Nghi ngoài chị 39k. Mít thằng nhường nhá. Mít thằng nhường nhá. Bún ơi. Vâng. Mấy hôm nữa hả chị về thì vào qua xem nhé. Đi vào nhà em. Đi vào. Mười chín k áo hồng nhá. Tặng cái cuối cùng nhá. Tặng cái cuối cùng 19k áo hồng nhá. Tặng cái cuối cùng nhá. Tặng cái cuối cùng nhá. 19k nhá. Tặng cái cuối cùng 19k. 19k. 19k áo hồng nhá. Len nhá. Len nhá. Ok mít thằng nhá. Khi nào qua lấy cũng được nhá. À qua 10 giờ qua lấy nhá. Tại vì 9 rưỡi 10 giờ chị mới dậy cơ. Thì lúc qua một tí. Đây nhá. Đây nhá. Ai lấy áo 19k các bạn, áo 19k cho em. Tặng áo hồng 19k nhá. Đây. Nó là len nhá. Nó là len nhá. Nó là len nhá. Tặng áo 19k cho em nhá. Tặng áo 19k cho em. Tặng áo 19k cho em. Thôi chết rồi. Người ta đi chơi hết rồi. Lai áo khoác à. Lai áo khoác à. Lai áo khoác à? Đâu? Ok, Bùi Thị Thanh Hương nhá. Bùi Thị Thanh Hương, cho em xin số điện thoại nhá. Cho em xin số điện thoại nhá. Cái gì nhỉ? Tặng cho Quỳnh Trâm nhá, tặng cho Quỳnh Trâm. Tặng cho Quỳnh Trâm. Tặng áo 19k cho Quỳnh Trâm. Đây, một cái áo này đây. Một cái áo này nhá. Tặng cái áo này len giày nhá. Len giày nhá, len giày nhá. 59k nhá, một cái len giày 59k. Bùi Chị Thu Hương à? Ok tặng xem nào. Bùi Chị Thu Hương có số điện thoại nào? Ok vậy. Ok nhá, vậy ok chị Trâm Quỳnh ơi, tại vì em thấy chị Bùi Thị Thanh Hương chưa có số điện thoại ấy, thì em tặng cho chị. Thì bây giờ em sẽ nhường cho chị ấy nhá. Cáo hồng còn mấy cái? Áo này nhá, áo này nhá. Chị bảo bao nhiêu đấy? 59 à? 59 hay 69 áo này à? Áo 59 nhá. Ok, tặng 59 cho Phương Thanh luôn nhá. 59 cho Phương Thanh luôn nhá. 59 cho Phương Thanh luôn nhá. Khỏi mặc nha, nóng quá. Áo này dày quá. Ship cái áo này chắc tốn tiền ship nắm đây này. Tốn tiền ship nắm đây này, lặng lắm. Tặng cho Phương Thanh luôn này. Áo hồng cho chị ấy đi. Áo hồng cho chị Bùi Thị Phương Thanh. Áo hồng của chị Bùi Thị Phương Thanh nhá, 19k. Áo hồng của chị Bùi Thị Phương Thanh, 19k. Áo cổ lọ nhá, áo cổ lọ nhá. Áo cổ lọ 39k nhá. Áo cổ lọ 39k, không chết rồi mọi người, đi chơi hết rồi. Like lốt mẫu này nhá mọi người ơi. Ok Bùi Thị Phương Thanh. Bùi Thị Thanh Hương, em xin lỗi ạ, Bùi Thị Thanh Hương nhá. Bùi Thị Thanh Hương, em copy địa chỉ cho chị nhá. Ok Bùi Thị Thanh Hương nhá, đây nhá. 39k nhá. Ai lấy cam mượt cao cổ 39k cho em. Cao cổ 39k. Cao cổ 39k nhá. Cao cổ 39k. Ok, cao cổ 39k quả Ngọc Mỹ. Bão to quá. Cái bà mít thằng kia khổ quá. Tôi chết mất rồi. Ok nhá, 39k quả Ngọc Mỹ nhá. Ngọc Mỹ có đơn rồi đúng không? Chị Ngọc Mỹ ơi, chị cho em xin số điện thoại nhé. Chị Ngọc Mỹ cho em xin lại số điện thoại nhé. Chị Ngọc Mỹ cho em xin lại số điện thoại nhé. Chị Ngọc Mỹ cho em xin lại số điện thoại nhé. Chị Ngọc Mỹ cho em xin lại số điện thoại nhé. Nếu mà chị Ngọc Mỹ không có số điện thoại thì em nhường cho chị Nhường cho chị Phượng Thanh nhé.
Ok, Ngọc Mỹ của Ngọc Mỹ. Áo hồng của Ngọc Mỹ. Cái này cho vừa. Hồng Mỹ. Ngọc Mỹ vừa cho số điện thoại đây. Ngọc Mỹ vừa cho số điện thoại đây nhá. 19k. 19k nhá, áo này 19k nhá. Nó là váy nhá mọi người ơi, 19k nhá. 19k đây em mặc ở ngoài thôi. Em mặc ở ngoài thôi, 19k nhá. Đây này. Nó là váy nhá. Nó là váy 19k nhá. Ai lấy comment cho em 19k len bông. Này. Nó là size L nhá. Nó là size L nhá. 19k nhá. Ok chị Ngọc Mỹ ạ. 19k len nhá. 19k len bông này. 19k len bông nhá. Ai lấy comment cho em 19k len bông. 19k len bông đen nhá. Bà đang nô đấy. Em còn một con này nhá. 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 Chị lên áo len hoặc áo trắng gì. Ok ok Huyền Trần nha. Lôi mốt mẫu này nhá. Lốt mẫu này rồi em lên màu trắng nhá. Lốt mẫu này rồi em lên màu trắng nhá, được không ạ? À? Đây nhá. Áo này nhá. Áo này nhá. 69k. À lấy cảm ơn cho em lên 69k. 19k Trâm Quỳnh. 19k. Bắt dậy. Đây nhá. 69k, 69k nhá. Con gì tại Phượng Thanh ấy. Đây nhá. Đây nhá, đây nhá. Ôi chết rồi, ngoài đường nó háo hức quá rồi. Ôi điên mất thôi. Đây nhá. 69k nhá. Nó nhảy đấy, nó đòi được, nó đòi đi cái đấy. 42 cơ à? Sợ thế. 42 rồi cơ à? Vào gì mà nhiều thế? Một em đỏ này. Thôi chết rồi, mọi người đi chơi hết rồi. Hỏng rồi. Đây nha, em la lốt màu cuối cùng nha, màu đỏ nhá. Em la lốt màu cuối cùng màu đỏ nhá. Em la lốt màu cuối cùng màu đỏ nhá. Màu đỏ nhá. Màu đỏ màu cuối cùng nhá. Đây nha, em la lốt màu này rồi đi chơi nhá. Em la lốt màu này rồi đi chơi. Em la lốt mẫu màu đỏ rồi đi chơi nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ 79 nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ 79 cho em. Đỏ 79 thở vai nhá. Đỏ 79 thở vai nhá. Đây đằng sau đây nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ 79 cho em. Áo con ngựa, áo con cừu này cực kỳ đẹp luôn, nó hãng đấy. Đây nhá, đỏ 79 nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ 79 cho em. Đỏ 79 cho em. Ok Nhung Trương nhá. Đỏ của Nhung Trương nhá. Like tiếp đi à. Like tiếp đi à. Có like được không Trang? Ok nhá. Thế thì em like tiếp nhá. Thế thì em like tiếp nhá. 79k nhá. Ủa, ok. Đỏ của Nhung Trương. Bắt dậy. Thích. 79k nhá. Ok em sẽ bán nhá. 79k nhá. Đen này cực kỳ đẹp này, em bao chất luôn. Cực kỳ xinh luôn, 79k nhá. 79k nhá. Ai lấy comment cho em 79k nhá. Ai lấy comment áo xanh cho em 79k. Em bao chất hoàn toàn luôn. Trời ơi. Mà biết mà. Chị ơi, em lấy đỏ. Xả cái kia đi chị. Nhung Trần này thấy cái gì ạ? Mà xả. Đi xuống đây. Mấy cái đâu, mấy cái đâu. À, Nhung Trương xả cái cao cổ đúng không? Nhung Trương xả cái cao cổ đỏ đúng không? Nhung Trương xả cái cao cổ đỏ đúng không? Đây nha, ai này xanh comment xanh 79 nhá. Xanh 79 nhá. Đây áo len này. Áo len này, 79 tiếp nhá. Ai lấy áo len comment áo len 79 nhá. Em sẽ like lốt mẫu này em lên áo len kiểu nhá. Like lốt mẫu này em lên áo len kiểu cho mọi người nhá. Em lên áo len kiểu cho mọi người nhá. Lốt mẫu này nhá, 79k này. Có cái này có 4 màu ạ. Cái này có 4 màu. Màu này là màu củ đậu, màu này là màu đỏ bá trầu này, màu nâu này, màu xanh lá cây này, xanh da trời nhá. Đó. Ok Nhung Trương, em xả cho chị lấy cái áo cao cổ ra. Đây chị.
Ok Dung Sương, em sạc áo cao cổ rồi nhá. Đây nhá. Ai lấy màu này comment màu này cho em nhá. Màu nâu này cho em nhá. 79k. 42 rồi. Không đi chơi đi. Đi ấy cho em đi, đi vệ sinh cho em đi. Đi nhanh. Đi nhanh đi chơi nhanh. Kìa đi kìa. Chị cho đi nhanh. Nhanh. Nó ngồi kìa đấy, nó không đi nữa. Nó gì rồi đi. Lại không kêu nhanh. Lại không kêu nhanh. Có ai thích mấy kiểu này không? Có ai thích mấy kiểu này không? Có ai thích mấy kiểu này không ạ? Có ai thích mấy kiểu này không? Em sale rẻ luôn cho. Một cái áo dày kinh khủng khiếp luôn. Một cái áo dày kinh khủng khiếp luôn. Có 4 màu nhá. 4 màu nhá, mọi hôm trước em bán 99k nên em sale rẻ luôn. 89k nhá, 89k 4 màu nhá. Đó, có 4 màu nhá, 89k một cái nhá, 89k một cái nhá. Ai lấy comment cho em nhá. Màu nhá. Màu xanh lá này, màu này là màu ghi này, màu đỏ và màu nâu nhá. Đó, ai lấy màu là comment cho em 89k nhá. 89k nhá. Đây, một em hàng hiệu nhá. Một em hàng hiệu còn shop một cái này, không biết còn shop một hay hai cái nữa. Cứ like hết 1 2 ngày nó lại ra một cái nữa. Cứ lấy trong nhà lại ra một cái nữa. Cái em này mặc cực kỳ thích luôn này. 89k nhá, cái này đẹp lắm. 89k nhá. Đây. Em đang mặc hai áo đấy, chứ mặc một áo này cực kỳ xinh luôn, 89k nhá. 89k nhá, lấy comment cho em áo nhá. Áo hàng hiệu 89k nhá. Đó. Hoặc là áo màu xám 89k nhá, 89k xám nhá. Cực kỳ đẹp luôn á. Mùa này mọi người mặc cái này thì cực kỳ xinh luôn rồi. Đây này. Tem mát kinh khủng này. Còn ai muốn xem được không ạ? Còn ai muốn xem được không ạ? Em lên em xem mà còn lên kiểu nào không, em like lúc cho mọi người. Đi vào. Bun. Ai mạnh theo tôi đập cho một trận giờ. Xanh nhá. Kim Thu Đoàn. Kim Thu Đoàn vẫn quyết tâm ở nhà ngồi xem không đi đâu. Áo kiểu xanh nhá. Xanh. Ai lấy xanh comment xanh cho em nhé. Cái này vừa cái dây này. Ai lấy xanh comment xanh cho em nhé. Xanh 79k. Ai lấy xanh comment xanh 79k cho em nhé. Xanh 79k. Xanh 79k cực kỳ đẹp. Rộng bạn. Cái này tầm 70 cân với mặc vừa nhá. 79k. 79k nhá. Ok rồi. Ok nhá. Áo kiểu thì nó lại là mấy cái dáng ôm cơ nên em lười thử cho mọi người á. Ai lấy xanh comment xanh 79 nhá. Áo kiểu này. Đây nhá. Cái này em có 3 màu nhá. Đây là màu xám này. À đây là màu củ đậu, màu hồng này. Và màu trắng nhá, màu trắng nhá. Đó. 89k nhá, 89k siêu rẻ 89k đây này. Toàn là hàng hiệu hết thôi. Toàn hàng hiệu hết thôi, toàn bán trên 200.000 thôi. Sale rẻ luôn 89k. 89k nhá, cần em mặc thử đi, em mặc thử nhá. Cần em mặc thử đi, em mặc thử nhá. Kiểu này cực kỳ xinh luôn. Kiểu này cực kỳ xinh luôn đây này. Nó xẻ xẻ ở vệ nữa cơ. Xinh cực 89k. Đây. Đen nhá, ai lấy đen comment đen 99 cho em nhá. 99k nhá. Ai lấy đen comment đen 99 có màu trắng nữa nhá. Đó. Ai lấy trắng comment trắng, ai lấy đen comment đen cho em. Mọi người ơi, chắc là mọi người đi chơi hết rồi ý. Thì em kết thúc like nhá, em kết thúc like nhá. Nếu mà mai em like sớm cho mọi người nhá. Nếu tại vì mai là thứ 6 đúng không chứ? Mai thứ 6 ý, em like sớm cho mọi người nhá. Em like sớm cho mọi người nhá, được không ạ? Mai em like sớm cho mọi người nhá. Giờ chắc mọi người đi chơi hết rồi ý.
Hôm nay em like cũng lâu lâu rồi. Thì mai nhá, mai em like sớm cho mọi người nhá. Mai em like sớm cho mọi người nhá. Giờ chắc mọi người đi chơi hết rồi đó, đi báo hết rồi á. Chào mọi người nhá.